em chào anh Quỳnh Linh, em chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả, chào bạn chơi bên kia. Em là Lan Phương, năm nay em 30 tuổi, đang công tác và làm việc tại Đồng Nai. Quê mình ở đâu? Dạ, quê em ở Quảng Bình ạ. Rồi, còn bạn? Em tên đầy đủ là Bùi Xuân Kỳ, quê gốc của em ở ngoài Thanh Hóa, nhưng mà gia đình em đã chuyển vào Đồng Nai sống được hơn 10 năm rồi. Làm việc em làm việc ở Đồng Nai luôn. Em là nhân viên vận hành xe nâng và trực tiếp kêu lên xuất nhập hàng luôn anh. Nãy bạn nữ nói làm công việc gì chị chưa có? Dạ em làm nhân viên văn phòng. Ủa Đồng Nai mà ở khúc nào? Đồng Nai rộng lắm. Em ở Trảng Bom. Trảng Bom. Bạn trai ở đâu? Dạ em ở Long Thành chị ơi. Rồi Trảng Bom Long Thành cũng gần mà. Cái sở thích của mình là gì bạn nữ? Thích hát. Thích hát. Rồi mở màn ngày hôm nay cho nó xôm tụ lên xíu. Đi. Rồi bạn nữ. Em hát bài Nhé Anh. Nhé anh, yêu em mãi luôn. Nhé anh, yêu em mãi luôn trong đời. Mối tình ta mãi lâu dài, và anh sẽ là tia nắng ấm luôn bên em, cơn gió mát luôn hiền hòa. Ta cùng nhau mãi bước chung đôi trên lối về. Hát thì giọng rất là ấm, rất rồi, là bạn hay. Nam hát luôn. Rất hay. Đáp từ liền. Mùa xuân vừa đến, hoa về trên những bàn tay, và em vừa đến thay màu áo mới vì anh. Nguyện cho ngày tháng êm đềm như những sớm mai, những nhọc nhằn chớm quen vẫn trong ngần mắt em, riêng chờ đợi anh. Một sự mở màn rất là ngọt ngào như những giai điệu của những bản tình ca. Lam Phương, bạn đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, em có một mối tình cách đây 6 năm. Dạ, em quen nhau 8 tháng. Lúc đó em mới 24 mà tới giờ 6 năm luôn. Dạ. Hay là mình có đặt ra cái chuẩn như thế nào sao? Có dạ, khó cũng, tìm quá. Cũng không dạ. Tại vì do em sáng đi làm tối về nên em cũng không có thời gian để tiếp xúc với nhiều người, nên là em vẫn chưa quen được ai ạ. Bây giờ em đã muốn thật sự muốn lập gia đình chưa? Dạ có, muốn rồi mới lên đây chị. Tại vì là lâu nay là không có đối tượng nên là không có dành thời gian thôi chị. Rồi, và điểm mạnh, điểm yếu của mình? Điểm yếu thì em hơi rụt rè trước đám đông ạ. Điểm mạnh thì... Bình tĩnh lên, đâu có gì đâu mà run, bình tĩnh. Điểm mạnh mình phải phô ra cho người ta nghe chứ. Bạn nó hồi hộp quá, cho bạn rồi, suy dạ, nghĩ đi. Rồi, suy nghĩ nha. Bên kia có mối tình 8 tháng. Mình có mấy mối tình? Dạ, em chính thức thì được 3 mối tình. Chính thức 3 mối? Dạ. Còn không chính thức 30? Không chính thức khoảng 30-40 vậy anh. Trời đất ơi. Ủa, chơi mà có thiệt luôn vậy đó hả? Có thiệt nó giỡn vậy bạn? Đường, đúng không? Nói kinh nghiệm thì em cũng không dám, nhưng mà cũng chúc chúc anh ơi. Chúc chúc anh. Dạ, mối tình đầu tiên của em là dài nhất. Bao nhiêu năm? Được 2 năm. Nhưng mà lý do tại sao mình chia tay? Tại khả năng lúc đó chắc có lẽ là em cũng còn hơi nhỏ, chưa có suy nghĩ được đến cái vấn đề lập gia đình cái lúc đó. Còn giờ suy nghĩ là lập gia đình được rồi đúng không? Dạ, mạnh luôn nha anh. Lấy liền không? Lấy liền anh. Mấy tháng? Được 3 tháng làm luôn. Trời. Có chuẩn bị gì chưa mà đòi 3 được, tháng luôn, được luôn. Dạ, chuẩn bị rồi chị Cát Tường ơi. Em là cái người mà gọi là tự lập từ nhỏ. Nhà cửa thì em cũng có rồi. Công việc thì em thì cũng gọi như là ổn định thì cũng chưa ấy, nhưng mà cũng gọi là tạm rồi chị. Ừ. Nói chung lấy vợ được, ok ạ. Rồi, em muốn tìm mẫu người bạn gái như thế nào? Chỉ cần bạn gái ngoại hình dễ nhìn rồi, chiều cao từ 1m53 đổ lên là được. Chỉ cần bạn gái là biết nấu ăn, chăm lo cuộc sống gia đình và biết chia sẻ là được. Đơn giản vậy hả? Dạ. Nhưng mà bạn trai có mình có ưu điểm, khuyết điểm gì không, hay có tật xấu gì không bạn? Dạ, ưu điểm của em cũng khoảng vài chục chị ạ. Như là em tự lập từ nhỏ, rồi thứ hai là em biết nấu ăn. Khuyết điểm của em thì cũng nhiều lắm, cũng biết nhậu, cũng có hút thuốc, lâu lâu hay cằn nhằn. Tại cái công việc của em nó hơi bị áp lực. Nãy giờ hết rung cho em. Dạ. Nghĩ ra cái ưu điểm gì của mình chưa? Ủa, tôi qua tôi sao kỳ vậy? Cổ rung quá, cổ hiền lắm. Trời ơi, chồng em dễ thương quá, rung cái gì? Dạ. Bắt tay coi. Dạ. Trời ơi, tay lạnh ngắt à coi. Đâu có gì đâu đúng. Ngoài tưởng tượng của anh nãy giờ là em hiểu anh nói gì rồi ha. Dạ, dạ. Khuyết điểm của em là gì? Hơi nóng tính. Người đẹp nóng tính, không có đề gì cả. Dạ. Gì nữa? Em không có thích kiểu mà hay cằn nhằn này kia đâu. Ô, kiểu cằn nhằn. Bên kia cằn nhằn đó, bớt đi nha. Bớt đi em ơi nha. Dạ. Ưu điểm của em thì là biết nấu ăn. Biết nấu ăn, bên kia cũng nấu. Hai người dành nấu. Thôi, không ai ăn. Em nhường anh nấu. Rồi, gì nữa? Mẫu người lý tưởng. Mẫu người của em thì
cao 1m65 đổ lên. Bên kia nghi quá, sao nhiêu bên đó nhiêu? Yếu rồi anh ơi. Yếu. Bên nào cũng yếu. Bên nào yếu rồi. Yếu gì? Qua cái đó đi. Nhưng mà em không thích hút thuốc mà anh kia hút thuốc. À, anh hút thuốc thì thực sự ở nhà thì không có hút, nhưng mà đi làm hoặc là lâu lâu uống cà phê với bạn thì có hút. Cái đó có thể bỏ được. Không có thích gia trưởng quan tâm chia sẻ là được rồi. Vậy thôi ha. Dạ. Thôi anh thấy được á. Dạ. Được, cưới liền, không chỉ 3 tháng, tháng làm luôn. Dạ. Để coi bà mối qua coi. Tôi khó em mà, sao? Đâu có giỡn. Chào chị. Trời ơi, đây được, không ở đây cũng được, ngon lành. Nhưng mà sao mạnh miệng dữ vậy đó hả? 3 tháng được là cưới luôn. Dạ, được cưới luôn, tại vì mẹ em nói rồi, tháng năm 2017 là không có vợ hoặc là không có người yêu dẫn về cho mẹ thì ra đảo ạ. Ra đảo ạ? Mẹ em chọn cho em ba quần đảo rồi, tự chọn. Trường Sa, Hoàng Sa và Phú Quốc. Em muốn chọn nơi nào thì chọn. Rồi em chọn nơi nào? Em thì để hết năm 17 đó em mới chọn được chị. Mình có coi tuổi coi tác gì không? Dạ không. Giờ thích đẻ mấy đứa con nè? Con thì cứ càng nhiều càng tốt rồi chị. Nổi không? Cố gắng hết sức anh. Bây giờ 3 tháng đám cưới đúng không? Dạ. Tôi về tôi bàn nha. 3 tháng được là cưới luôn rồi. 3 tháng được cưới luôn. Xính lễ gì chuẩn bị sẵn hết rồi đúng không? Xong hết rồi chị. Được, cặp này sáng sủa. Chỉ thiếu tiền mua về thôi. Được đó em. Được sao quá đi chứ trời ơi. Rất được. Cặp này được à? Mình bây giờ là mình hỏi chứ người thân xem. Dạ, em có đi với em trai với mấy bạn đồng nghiệp. Em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường và quý vị khán giả. Chào em. Dạ, thì em thấy anh này cũng trầm ổn, chắc cũng bản lĩnh. Thì giống như chị nói lúc nãy á, tính chị thật ra đúng không thích cạnh nhanh. Nếu anh có thể sửa được thì anh chị có thể tiến với nhau được thì quá tốt. Không, anh sẽ cố gắng, tại vì anh nói là đôi khi thôi. Đôi khi cái công việc của anh nó bị nhiều, nó áp lực nhiều quá, nó bị chết. Còn bình thường thì ok. Anh hứa là anh sẽ không có cào nhào, bớt cào nhào. Còn hứa với em nói gì nữa, lo cho em nữa được. Em có chứ. Dạ, nếu mà em cần cái gì thì dạ, cái đó anh thì sẽ... anh hứa với chị em được rồi, còn riêng em thì biết nhậu là được rồi ạ. Trời đất ơi, đưa gì chọn kiếm bạn nhậu rồi đó hả? Hợp rồi đó. Em đi với ai? Dạ, em đi với một anh bạn thân. Dạ, xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường và chào chương trình. Nói chung là anh là cũng là người bạn và người anh thân thiết của em Kỳ. Gia đình rất là thoáng. Riêng về nhận xét của anh về em Kỳ, rất đàn ông và bản lĩnh, siêng năng làm việc và biết chia sẻ công việc với người phụ nữ. Mong muốn là hai người có một cái cơ hội tốt để đến với nhau. Rồi, ok. Được á. Bây giờ kéo màn lên đi. Khí thế lên coi. Rồi bây giờ hợp nhau nữa là tiến tới hôn nhân luôn. Bắt đầu 3 tháng. 3 tháng nha Cương. Anh có bó hoa với món quà nhỏ tặng chị. Dạ, cảm ơn. Nhìn thẳng vào mắt nhau, sau đó mình sẽ nói cảm nhận về những gì mình suy nghĩ về đối phương. Anh cảm nhận em là người rất là xinh, cười rất là tươi nữa. Dạ, em cảm ơn anh. Em trắng, rất là xinh. Dạ. Không lẽ đen. Nếu mà bình thường mình đến được với nhau thì khoảng được bao nhiêu tháng em có thể kết hôn được? Dạ, thì nếu như mà hợp nhau thì càng nhanh càng tốt. Theo như em nghĩ thì chắc thời gian là cỡ 6 tháng đến 1 năm. Ok. Dạ. Ba được không? Dạ, thì cũng được ạ. Dễ thương lắm. Dạ. Làm dâu có vấn đề gì với em không? Tại vì em thì em cũng xa quê, cho nên là em muốn ở làm dâu thì em cũng được, ok. Tại vì á, nếu mà có cái chuyện gì hay là này kia mà làm dâu mà nó khó khăn á thì em cứ chia sẻ với anh. Anh cũng là người rất thích là chia sẻ và mình nên ngồi nói chuyện với nhau để mình gỡ những cái khúc mắc ra. Em gái đó, em cảm nhận anh thế nào? Dạ được. Được phải không? Dạ. Có sao xuyến, có rung động gì chưa? Chị hỏi khó quá. Hỏi thiệt mà. Để tôi biết đường của tính chuyện hôn nhân nè. Dạ có. Có, thấy chưa? Cô nha, phải nói ép cô vậy cô mới trả lời. Bây giờ tính vô chuyện hẹn hò đi. Đảng bom với lại Long Thành mình đưa đón sao, mình hẹn hò sao, đưa ra kế hoạch luôn đi. Thì công việc của anh thì cũng là có đi ca. Thì cố gắng anh sẽ sắp xếp lên nhiều nhất, một tầng thì 2 lần. Em ok thì anh cũng sẽ cố gắng sắp xếp lên nhiều. Đứng lên, đứng lên. Thì muốn 3 tháng đám cưới thì phải cầu hôn chứ. Nắm tay cổ đi. Xin phép đi. Xin phép gì đó. Nắm hai tay đằng, còn hai tay bên. Nhìn vô, nhìn vô mắt cổ. Nắm hai tay rồi. Em hãy về đội của anh. Anh sẽ cho em một cái niềm tin và một dựa dẫm vững chắc. Đội gì? Đi thi đấu gì hả? Dạ. Về đội em là đi thi đấu luôn. Không có đội gì đấy đó. Em về cái chuyện tình em cũng khó nói lắm. Hát. Dạ em cầm tay em quên hết rồi. Em không hát được. Thôi được rồi anh. Anh Việt Linh. Em ngại. Giờ muốn lấy vợ không? Dạ muốn. Tạo điều kiện như vậy không chịu. Dạ. Dạ. Anh này dở thiệt luôn á. Trời ơi, đổ mồ hôi chân à. Em hồi hộp.
Thôi bây giờ nói một câu đàng hoàng, thật tình cảm, cảm xúc của mình. Em cho phép anh được đưa đón cũng như là quan tâm em mỗi ngày, bắt đầu từ bây giờ rồi đi. Ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu, đi vào vấn đề. Còn bạn gái, bạn thấy sao? Em cũng thấy anh cũng được, cho nên là mình nghĩ là cho nhau một cơ hội. Có hung chưa? Dạ hung rồi. Hung rồi hả? À lâu quá quên rồi. Giờ nhớ nụ hôn không? Quên không? Hồi nhắc lại nha. Rồi. Ok. Đặt tay vào nút bấm đi. Tôi đang đối diện với bà con, ông bà, cha mẹ, anh chị em, hàng xóm, khán giả, cả triệu người đang theo dõi các bạn. Bấm nút là chúng đồng ý quen với nhau. Một, quyết định. 2 3. Hết thời gian. Rồi, mời bạn. Tại sao chậm vậy? Giật mình. Tại sao bạn bấm nút chậm vậy? Run quá cái nút nó. Run quá tìm không ra cái nút hả? Trời, cô gái dễ thương quá à. Nắm tay cổ đi, cổ rung lắm. Hình như cái rung động đầu đời đấy. Dạ. Đúng không? Đúng không? Rung quá vậy? Hùng gái đi cho đỡ rung đi. Thôi, đẹp lắm. Cặp đôi này anh thấy đẹp đấy. Đây là chiếc vé xem phim của chương trình Hệ thống 212 đi chiến thắng. Và đây là chiếc thẻ thanh toán quốc tế đến từ Nhật Bản, DCB, trị giá 1 triệu đồng gửi tặng các bạn. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Và hạnh phúc nhân đôi nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân sẽ được nhận một suất chụp ảnh cưới trọn gói cao cấp trị giá 15 triệu đồng đến từ áo cưới Milan. Chúc hạnh phúc nha. Tóc tai thì ngắn cũng đẹp, dài cũng xinh xinh, thì cái nào cũng được. Ông muốn vợ lắm rồi. Nói chung là hiền, gọn gàng, không xăm mình. Chắc chắn 100%, từ trên xuống dưới không có một vết xăm, không gia trưởng. Ông này chắc muốn vợ lắm rồi nè, cái gì ông cũng không hết trơn hết trọi à. Như vậy là chúng ta đã có một cái niềm vui đầu tiên của chương trình đó quý vị. Không biết niềm vui tiếp theo nó có tròn vẹn hay không. Bây giờ ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay. Xin mời Hạ Màng. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Bây giờ mời bạn nữ giới thiệu mình. À, em tên là Nguyễn Thị Hồng Sang, năm nay 29 tuổi, đến từ Thủ Đức. À, hiện mình đang làm công việc gì? Dạ, làm công nhân cho công ty điện tử. Rồi, mời bạn trai. Em chào anh Nguyễn Linh, chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả có mặt trong hội trường. Dạ, em tên là Nguyễn Vũ Kha, năm nay em 29 tuổi, quê gốc là ở Cà Mau. Hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em sản xuất sáo và bán online. Bán gì online em? Sáo. Sáo thổi hả Ngân? Dạ, đúng sáo rồi. Thổi à. Rồi. Bây giờ mình thổi sáo cái đi. Em hồi hộp quá em quên. Làm như nó nghẹt mét á. Sáo này em thổi lại cả. Thổi lại đi. Em đứng lên nha. Rồi đứng đi, đứng vô có hơi. Làm lại nữa. Thổi vậy mới bán được sáo nè. Bạn có năng khiếu gì không? Thế rồi, chỉ biết nấu ăn với lại chơi thể thao thôi. Chơi thể thao môn gì? Bóng đá. Trời ơi, chi? Có bóng đá ở vị trí nào? Dạ, tiền vệ. Về vợ đá bóng, chồng thổi sáo. Bạn trai có chơi môn thể thao nào không? Dạ em có chơi đá bóng chị ơi, đá tiền đạo. Được ha. Bạn có mấy mối tình rồi? Dạ cũng có một rồi. Dạ quen hơn 4 năm nhưng mà chia tay nay cũng gần 2 năm rồi. Bên nhà bạn trai nó không hợp tuổi. Bạn trai nhà bạn có coi tuổi không? Dạ không chị ơi. Việc cưới sinh thì do em quyết định cho nên em không có quan trọng về vấn đề tuổi tác. Rồi. Mà em tuổi con gì? Em nay sinh năm 88. Bên đây sinh năm nhiêu, tuổi con gì? Dạ 87. Ủa là lớn hơn bên kia 1 tuổi. Dạ. Rồi một tuổi nhỏ hơn cũng không thành vấn đề luôn đúng dạ. không? Rồi tiếp tục giờ muốn kiếm một người bạn trai như thế nào? Nói chung là hiền, về ngoại hình là phải cao hơn 1m65. Bên kia cao nhiêu? Dạ em 1m71. Được. Dư luôn. Tiếp.
gọn gàng, không xăm mình hay là không nhuộm tóc? Có xăm mình không? Dạ không chị ơi. Chắc không? Chắc chắn 100%, từ trên xuống dưới không có một vết xăm. Có uống xăm không? Dạ có. Ừ được, uống xăm được. Rồi tiếp còn gì nữa không bà? Đừng có gia trưởng quá. Có gia trưởng không? Dạ không gia trưởng. Ông này chắc muốn vợ lắm rồi nè, cái gì ông cũng không hết trơn hết trọi à. Rồi được rồi đó. Vậy thì em có đặt ra cái tiêu chuẩn tìm bạn gái như thế nào không? Tiêu chuẩn của em thì nói chung là cũng rất là đơn giản, cao 1m50 trở lên là được rồi. Về ngoại hình thì hơi thon thon, nhìn dễ nhìn xíu. Rồi. Tóc tai thì ngắn cũng đẹp, dài cũng xinh xinh, thì cái nào cũng được. Què chất vậy, ông muốn vợ lắm rồi. Nãy bạn gái bên kia có chia sẻ một mối tình 4 năm. Còn bạn? Dạ em thì trước đây em có quen 2 mối tình. Và mối tình chia tay gần đây nhất là cách đây khoảng 2 năm. Tại lý do chia tay của em thì nó lãng xẹt. Sao lãng xẹt? Dạ một kể trận nghe của nó lãng cỡ nào. Một trận đá banh định mệnh mà hai đứa em phải chia tay. Hai đứa cá độ hả? Ông dạ không thì sao? Dạ, bữa nay có một trận đá banh định mệnh mà hai đứa quen nhau, được không? Dạ được. Ủa sao nói chuyện chậm vui vậy? Dạ em tự nhiên. Rồi em kể câu chuyện nghe chị Đáng cho đứng nghe tới mai coi xong câu chuyện không nha. Bữa đó em có đá banh là 9 giờ em hẹn bạn gái đi chơi, sự cố cho nên em quản lại là dời lên trên đá cho nên trễ hẹn với bạn gái. Bạn gái dặn lẫy không nghe anh giải thích gì hết. Thì dặn lẫy xong rồi hai bên không ai nói chuyện với nhau riết rồi thời gian thì người nó lên tiếng thôi mình không hợp mình chia tay đi anh. Lý do đúng ra là ông em phải lên tiếng trước. Em xin lỗi một tuần không gặp mặt em. Tại em xin lỗi chậm quá chứ gì. Hay là cổ nghi ngờ giới tính của em không? Dạ quen 2 năm rồi chị. Là có mần ăn gì rồi đúng không? Tại là cái kiểu nói chậm vậy thôi chứ không gì hết đúng không? Dạ, đúng. Chuẩn men đúng không? Dạ đúng rồi. Cô đó cũng không có hiểu cái thú vui đá banh. Dạ. Còn cô này cổ đá banh luôn. Phải không chị? Ừ. Nếu mà vậy thì bạn đá rồi mà cổ cũng đi đá thì đâu có ai giận ai. Nhưng mà em đá banh mà rồi em có thích cái người bạn gái mình đi đá banh không? Em thích con gái bận đồ thể thao đá banh. Vậy là hợp quá trời hợp rồi, được rồi. Mọi công việc mà em làm em tự quyết định hết. Trước đây em có đi bán kẹo kéo, hiện tại bây giờ em cũng có đi bán kéo kéo màn lên mình mời cổ mua kẹo kéo nha. Hát kiếm cái bài nào tình cảm nha. Anh này dễ thương lắm. Anh chấp nhận cái sở thích đam mê của em. Ừ, chào em gái. Em có yêu cầu gì người bạn đời của em không? Cần hiền một tí là được rồi, không gia trưởng. Hiền lắm, thật tình lắm. Dạ. Anh hiền lắm em ơi. Đang nãy giờ nói gì ta cười đó. Có duyên nữa. Dạ. Em không thích gì anh không? Nhậu nhiều quá sợ. Có nhậu không em? Miền Tây chắc có rồi em. Dạ em không biết nhậu, không hút thuốc. Thấy chưa, đừng nhìn bề ngoài mà đoán vậy là không được. Có biết cờ bạc không anh? Không cờ bạc luôn em ơi. Vậy là được rồi. Được rồi ha. Anh chỉ biết lo làm ăn thôi, không có chơi gì dính vô mấy cái đó. Anh dễ thương lắm. Bây giờ thí dụ như cổ ở Sài Gòn nè, em có đồng ý ở rể không? Ở rể thì cũng được, không có gì đâu. Không có gì đâu đúng không? Dạ. Không, cho tôi hỏi bạn nam một câu. Bạn nữ nhìn hơi men. Em men lắm chị. Không, bạn nữ, tôi nói bạn nữ nhìn hơi cá tính đúng không chị? Ừ, hơi cứng cứng, không có dịu dàng, còn yểu điệu đâu nha. Dạ. Sao? Được chị. Quan trọng là tâm lý mà hiểu nhau là được rồi. Còn dịu dàng như vậy không cần thiết. Không cần thiết. Được. Được ha. Dạ. Ông nãy gì cũng được hết đó. Rồi, bây giờ mình hỏi ý kiến người thân cái đi. Em có đi với ai không? Dạ, đi với bạn đồng nghiệp. Xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường, chào khán giả trường quay ạ. Anh này thì hiền, thấy là anh này rất dễ thương, đồng ý với mày. Nhưng mà chị hỏi nha, chị hỏi em nè, em chơi với Sang lâu rồi phải không? Dạ. Nhìn men nhưng mà có men không? Dạ không. Thấy không, thích con trai đúng không? Dạ. Ủa quên, thích con gái chứ, lộn. Không, thích con trai chị. Thích con trai thì được. Bạn trai, có đi với ai không? Dạ, em đi với bạn em. Xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Chào em. Tất cả quý khán giả có trong chương trình hôm nay ạ. Và anh Kha là một người rất là hiền, thật thà. Đặc biệt cá là anh rất là hài hước. Vấn đề ăn chơi hay là nhậu, thật sự là anh không biết nhậu. Còn về bạn nữ bên đây thì em thấy rất là dễ thương. Em nghĩ là rất là hợp, cặp đôi rất là hợp với nhau. Cảm ơn em. Bây giờ ha. Thôi, kiếm cho đôi lên. Trẻ gặp nhau đi. Kiếm cái bạn lên cảm nha. 2, 3. Trước khi đến đây thì anh có một món quà anh tặng em. Thay cho món quà thì anh có một câu hát, anh muốn hát như vậy để tặng em. Anh xin dâng tình anh trọn đời, người hỡi người xin hãy nhấn nút để ta hẹn hò.
cảm nhận về nhau thế nào? Anh thấy em cũng dễ thương, đúng mẫu người mà anh đang chọn. Em cảm nhận về anh như thế nào? Nhìn anh có thể là khác so với suy nghĩ ban đầu của em. Được cái là anh hiền. Nếu như mà anh với em đồng ý hẹn hò, sau này mình tiến tới hôn nhân thì em có chấp nhận ví dụ sống ở nhà trọ không? Tại vì hiện tại giờ anh chưa có khả năng để mua được căn nhà. Nếu vậy thì anh có thể ở rể, anh có chấp nhận ở rể hay là không? Nếu mà gia đình bên em có ý kiến thì anh cũng có thể được. Được không? Được. Anh làm ở đây hay là làm ở quê luôn anh? Anh đang làm ở đây và dự định của anh là lập nghiệp ở tại thành phố này. Nếu vậy thì được. Ở đây công việc của em thì nó cũng đã ổn định hết rồi. Anh đang tranh đấu để đạt được cái mục đích của mình. Phấn đấu thôi mà bắn sáo không tranh đấu. Tranh đấu với ai? Phấn đấu. Phấn đấu. Sếp làm sao để mà gặp nhau hẹn hò làm sao? Mình sẽ gặp nhau như thế nào? Kêu ổng tính không hỏi người ta như thế nào. Chủ nhật là em rảnh cả ngày thôi. Chủ nhật rồi đi bán kẹo kéo chung với ảnh được không? Anh thổi sáo rồi em đi mời người ta. Em đi mời thì chắc được chị. Nhưng mà đừng kêu em hát là được rồi. Vậy là được rồi, trời ơi. Em có biết hát không? Không. Anh hỏi thu nhập bán kẹo kéo ha. Mỗi một ngày mình đi bán suốt như vậy thì mình khoảng được bao nhiêu ngày em? Trung bình một đêm mà em đi hát khoảng 3 đến 4 tiếng thì thu nhập của em khoảng 500 đến 600 mà. Ừ, 600 cũng ổn đó nha. Tháng cũng mười mấy triệu rồi. 18 triệu. Mà cái đó là mới kẹo kéo không hay tính tiền bán sáo chưa? Dạ kẹo kéo á chị. Còn kẹo cái sáo chưa tính bán sáo là đó. Sao nữa? Vậy là đủ nuôi à. Đủ nuôi vợ con đủ vợ con không em? Dạ dư sức chị. Dư sức cơ hội cho em nói một câu gì đó thật tình cảm, thuyết phục được bạn gái. Định mệnh đã ngăn cách chúng ta khoảng thời gian rất dài. Thì hiện tại giờ định mệnh đã đưa chúng ta hẹn ngồi ở đây đối diện với nhau. Thì anh hiện tại anh không có thể lo cho em được nhà cao cửa rộng, nhưng anh chắc chắn với em một điều rằng nếu em lấy anh thì anh sẽ che chở cho em đến suốt cuộc đời này. Hay quá. Rất hay. Chúng ta suy nghĩ thật kỹ và đi đến quyết định. 1 2 3 quyết liệt. Thời gian quyết liệt, quyết sống liệt. Bấm. Bấm bấm. Nói gì vậy? Nắm tay đi, nắm tay bạn gái nhau cái đi. Cảm giác như thế nào? Hả? Thôi hợp quá anh. Hùng cái đi. Hùng cái đi. Mẹ lớn. Hồi hợp rồi đó. Hồi hợp tấn công. Tình luôn á, cô gái này rất cá tính nha, nhấn nút nhanh cực kỳ luôn. Ừ. Bích cái là coi như quyết đoán. Bên đây này nó nhấn không. Lịch nhấn nhanh nhấn nút. Chúc mừng hai em. Ở rễ đi, mọc rễ luôn đi. Chiếc vé xem phim từ hệ thống Cinebox 212 đi chiến thắng. Đây là thẻ thanh toán quốc tế JCB đến từ Nhật Bản trị giá 1 triệu đồng gửi tặng các bạn. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Hạnh phúc nhân đôi nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân sẽ được nhận một suất chụp ảnh cưới trọn gói cao cấp trị giá 15 triệu đồng tại áo cưới Milan. Quý vị và Tường đã vào vị trí của mình rồi. Ý như Tường nói thấy chưa, bạn trai đã ngồi chờ đợi nãy giờ. Bây giờ Tường sẽ ra bên ngoài mời bạn gái tham gia chương trình ngày hôm nay vào đây nha. Rồi, mời em. Rồi, ngồi đây cưng ơi. Ngồi xuống rồi mở mặt nạ ra. Mở mặt nạ đi bạn trai ơi. Rồi, chào hai bạn. Bây giờ mình sẽ giới thiệu cho đối phương nghe về bản thân mình nha. Bạn trai giới thiệu trước nè. Dạ, em chào chị Tường. Em là Trần Ngọc Toàn. Em đến từ Quảng Ngãi. Hiện tại công việc của em là về bán hàng bên thẻ game. Em đang ở bên Thủ Đức mà gần bến xe miền Đông. Em sinh năm 90. Rồi, mời em gái. Xin chào chị Tường và khán giả theo chương trình. Em tên là Trang, em ở Tây Ninh và đang làm việc và sinh sống ở Bình Dương. Em năm nay 27 tuổi. Bình Dương đoạn nào em? Bình Dương ở đoạn Thuận An. Biết không em? Có nghe chị, nhưng mà Google chỉ dùng không? Rồi, còn gì nữa? Em năm nay 27 tuổi, em đang làm việc chăm sóc khách hàng, phòng thí nghiệm ở huyện Thuận An. Có hay lên thành phố chơi không? Dạ, cũng hay. Em mới giờ về Bình Dương
khoảng 6 tháng. Ủa vậy trước đây em ở đâu? Trước đây em vẫn ở thành phố. Ồ tại sao giờ về Bình Dương? Là ở cho gần với tiện chỗ làm. Chưa có gì níu giữ ở thành phố. Chưa có gì níu giữ thành phố. Nếu bây giờ có gì níu giữ thành phố mình có quay lên lại thành phố không? Chắc có lẽ là để suy nghĩ. Nhưng mà giờ gia đình mình là ở đâu? Ba mẹ là ở đâu? Ba mẹ thì ở Tây Ninh. Nói chứ sống mà bây giờ hả, cuộc đời nó vô thường lắm em. Dạ. Nếu mà có được cái để mình vương vấn cái đó là quý lắm. Dạ. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì nè? Dạ em thì em thấy mình là thẳng tính, nhiệt tình. Dạ. Thì kéo theo là điểm yếu là nhiều khi thẳng tính quá thì mình không được khéo léo. Rồi em có thích và giống như là đam mê luôn á về thể thao, đá banh, đá cầu, không hút thuốc, ít rượu bia. Mà sao tướng mỏng manh quá vậy? Chắc đá nhiều quá lấy không nổi. Trời đất ơi, có thể là do sống một mình nữa, không có người chăm sóc, rồi ăn uống cơm hàng cháo chợ đúng không? Có nấu nướng ăn uống gì ở nhà không? Dạ cũng có nấu chị. Rồi điểm yếu gì không? Tật xấu gì không? Hết rồi chị. Rồi bên đây điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là biết nấu ăn, hay sáng tạo trong cái món ăn cũng được mọi người có thể chấp nhận được. Chấp nhận được. Nhược điểm là hay nóng tính, cũng hơi thẳng tính xíu. Về tình duyên thì như thế nào? Tính đến thời điểm này thì đã qua 27 mùa xuân nhưng chưa có mùa xuân nào gây ấn tượng cả. Chưa có một mối tình nào chính thức hết. 27 mùa xuân hơi nhạt. Có thích ai không? Có để ý ai? Có yêu thầm ai không? Ngay cả tình đơn phương cũng không. Nhưng mà... rất kỳ em, dễ thương mà. Trong các mối quan hệ thì em hơi sợ hôn nhân cho nên là em không có dám. Ủa sao sợ hôn nhân cơ? Vì xung quanh em thì có hôn nhân nó không có được hạnh phúc lắm cho nên là em cởi người ta chứ. Trời ơi, người ta khác mình khác chứ sao cơ. Em chưa thấy cái hạnh phúc ở trong hôn nhân đó cho nên em chưa muốn. Có chơi thân với cô bạn gái nào không? Có bạn. Có một người bạn trai cũng quen là nhiều năm xong rồi cũng chia tay. Có khi nào em với bạn gái đó thích nhau không? Mọi người vẫn thường nói em với bạn ấy là bồ với nhau. Mà có phải vậy không? Dạ không. Có khi nào em cảm thấy là em có cái cảm xúc gì với phụ nữ không? Thì em hơi sợ hôn nhân. Đó, thường thường mấy người mà sợ hôn nhân nè, rồi mấy người mà bị đàn ông ruồng bỏ nè, bị đàn ông chơi xấu nè, là thường hay bất mãn đàn ông, cái chỉ có phụ nữ mới mang đến hạnh phúc cho nhau á. Có khi nào em nghĩ vậy không? Em chưa nghĩ tới lúc đó. Ngoài cô bạn gái đó ra có nhiều cô bạn gái khác nữa không? Cũng có. Cuộc sống thì hôn nhân thì cũng... Trời ơi, sao xung quanh em toàn những người phụ nữ bất hạnh không vậy em? Chết rồi. Cô này tôi phải xét test lại giới tính nha. Có khi nào em rung động với một chàng trai nào chưa? Em chưa có rung động ai hết cho nên bây giờ em muốn thử coi em có thể rung động được ai không? Em coi phim bộ, có thấy mấy cảnh nam nữ hôn nhau trong người em có cảm giác gì? Lúc đó những cái cảnh mà hơi nhạy cảm đó, thì em sẽ không có xem. Mấy cảnh lãng mạn thì em xem, cái lúc mà họ giao tiếp thì thích. Rồi ví dụ coi tình yêu ta gãy đổ chia tay em có buồn, em có khóc gì không? Không. Từ khi mà em thấy hôn nhân gãy đổ nhiều quá, em coi nhiều quá em cũng mệt cho nên là em không có xem nữa. Chết rồi, cô này tư duy hơi bị mệt rồi nha. Sau khi nghe bạn gái chia sẻ về tình yêu em thấy như thế nào? Em hy vọng sẽ thay đổi được cô ấy. Hy vọng em rất là lớn lao. Chị cũng hy vọng là em đạt được cái hy vọng của em. Thế còn em tình trường sao? Em thì một người từ thời sinh viên. Quen cho giống người ta thôi, cho có thôi. Quen được 3 năm rồi. Hơi tiếc. Quen 3 năm mà sao không tiến tới? Tiếc là gì? Nụ hôn đầu đời để bị bạn nữ cướp. Cái gì? Tiếc. Nụ hôn đầu đời để bị bạn nữ cướp. Bạn ấy còn cướp cái gì của em nữa không? Đã chưa? Em còn dừng kịp. Em nhớ cái cảnh cướp của bạn ấy không? Trong một đêm mà em không nhớ, như là một đêm luôn hả? Trăng và sao chị? Đêm nay cũng có trăng sao đó. Rồi sao nữa? Rồi hai người nói chuyện rất là bình thường nhưng đột nhiên nhanh quá em đỡ không kịp và xong luôn. Cảm nhận như thế nào? Lạ chị. Phê không? Phê không? Hơi phê phê. Chị đâu phải bị cướp, cái đó là phải bị cướp. Cướp cái gì? Nhưng mà quen bao lâu là cổ cướp? Tầm khoảng 4-5 tháng á. 4-5 tháng là cướp rồi. Tại sao 3 năm mà chia tay? Nghĩa là sinh viên rồi quen không có tính lâu dài. Chỉ quen cứ tới đâu hay tới đó thôi. Rồi khi mà ra trường rồi mình cũng lớn rồi mà bà ấy cũng lớn nhưng mà sự nghiệp mình chưa có gì. Bạn nữ thì không thể chờ mình được. Trời ơi cũng ít oi quá ha, nhưng mà dù sao cũng đỡ hơn bên đây. Người ta cũng bị cướp hôn rồi, người ta cũng có được 3 năm yêu nhau rồi. Còn em nhạt quá em nha. Cố gắng hôm nay coi cho chút muối vô cho cuộc đời mình nha cưng. Cố lên nha. Dạ, tại nhà em bán muối nhiều quá. Để thanh xuân trôi qua phí quá em ơi. Phải yêu vô. Yêu nó có nhiều cung bậc cảm xúc. Có thể có hạnh phúc, có thể có đau khổ nha. Chứ đừng nghe chị Tường tưởng đâu yêu là hạnh phúc không. Không có nha. Chị Tường nói thẳng luôn, tình yêu nó sẽ có rất nhiều cung bậc cảm xúc. Yêu đương, giận hờn, rồi tha thứ, rồi chia tay. Hôm nay quyết chiến quyết thắng nha. Dạ, đã đến lúc em tìm người nghiêm túc rồi. Đúng rồi.
Rồi bây giờ em mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào nè? Hiểu ý, có thể nói chuyện trò chuyện vui vẻ với nhau mà kiểu mà em thấy cái kiểu mà vui vui á, thích hài hài cho cuộc sống nó màu sắc hơn, vui vẻ. Em hỏi gì là phải có thể trả lời với em cái đó, hoặc là nếu mà chưa biết thì có thể tìm hiểu rồi trả lời sau cũng được. Không thích kiểu im lặng, thích nói nhiều. Không, anh này có vẻ không có im lặng đâu, trời dân marketing mà. Ngoại hình cao trên 1m67 cho nên chết cha rồi, bên này chắc không tới rồi. Nay cao nhiêu, nói thật đi. 1m6 chị. 1m6 à? Cũng có thể chấp nhận được. Mặt ốm mà đều được. Này hơi nhỏ con, nhưng mà dân thể thao đó, ngồi tôi thử coi ốm có yếu không vậy thôi. Thể thao vậy phải em phải ràng. Ràng, nuôi dạ. Nuôi cho ăn. Em chấp nhận ràng. Ở bên đây thích nấu ăn nè, cứ nấu là bên đây ăn cho là được. Tại chịu khó là thử. Nếu mà có yêu thì nói cho em biết. Khi mà không yêu nữa thì cũng nói cho em biết là không yêu nữa. Văn minh. Thẳng thắn. Dạ. Ok, hy vọng. Chị dạ. Cũng hy vọng dạ. Hôm nay ha. Thế còn em, mẫu người bạn gái của em là như thế nào? Vui tính chị. Vui, bao vui, cảm quan xúc tâm, quan tâm, quan tâm với người khác. Dạ. Ngoại hình thì tầm em, tại vì em không được cao lắm thì tầm 1m55 là được rồi. Em cao nhiêu em? Dưới 1m đó. Tôi thấy cao mà. Dạ, biết nấu ăn là có điểm mạnh rồi. Dạ. Rồi. Ngoài ra nếu mà chăm sóc khách hàng là em cũng thích. Tại vì em muốn là sau này người vợ của mình á có thể làm có một cái shop hoa hay là cái gì đó có kinh doanh mà đỡ phải vất vả ra ngoài. À, có nghĩa là thích mua kinh doanh ở nhà để chăm sóc gia đình luôn chứ khỏi mất công đi làm phải không? Ý là vậy phải không? Cũng làm nhưng mà khỏi phải ra ngoài. Được không em? Em xin ý kiến xíu là em làm có thể làm việc nhà được nhưng mà em không có giỏi là người phụ nữ đảm đang của gia đình lắm. Không có cần phải quá đảm đang. Dạ. Chỉ cần là đỉnh tệ quá là được rồi. Tại còn có... hai vợ chồng phải san sẻ công việc với nhau. Tại em thì hay có tính trẻ con. Yêu đi rồi nó sẽ trưởng thành cưng. Đâu đâu đưa cho coi mượn mấy cái tấm hình coi. Rồi dễ ẹt à, kiếm cổ đi, cổ ở trọng đó. Cổ em dễ hơn đó. Hình sao gái không vậy trời ơi. Đưa tấm hình đi kiếm bạn gái mà hình toàn con gái không. Kiếm đi, đừng có nói nhìn tấm hình mà chọn mấy cô gái nha. Chết với tôi à. Xác định giới tính rõ ràng nha. Khó cái gì đâu mà khó. Đâu chọn anh nào? Anh này. Tại sao chọn anh đó? Tại nãy chị nói là ốm. À, ốm yếu nhưng mà cũng khỏe mạnh. Để lát chị chơi thử. Chị tập thể thao là được. Thử coi sao, rồi cứ giữ nguyên hiện trường đó đi. Có chưa? Nhiều cho cô một cái gợi ý đi. Hơi thấp xíu. Mang giày có quai hậu. Trời, ai cũng có quai hậu hết trơn. Thôi đáng chọn đi cưng. Cảm nhận của mình thôi. Ba cô bận đồ y chang nhau luôn. Mang giày y chang. Cô này cao. Cô này cao. Dạ, đúng loại cô này ra. Còn hai cô hai bên chọn đi em. Cô này cao gót thì chắc là thấp hơn. Đã thấp, cao gót đã thấp rồi. Thì chọn cô này chị. Em chọn cô này. Chắc chưa? Chốt luôn. Ủa, chọn cô nào tôi gả cô đó nha. Chắc chưa? Rồi cầm hình nó đi. 1, 2, 3. Mở ra. Sao cưng? Sao? Gần đúng chị. Gần đúng hả? Chị có ba cô mà anh vẫn chọn chưa đúng. Gần đúng em ơi, gần đúng rồi. Bị phạt sao em? Khám sức khỏe em. Dạ. Thục dầu hít đất, em chơi món nào? Bác sĩ mới khám được. Hít đất đi chị. Hít đất đi cưng. Mấy cái em? Nếu mà chương trình cho phép thì 50 cái được. Hốt xác luôn á cưng. Em ơi. Hốt xác luôn á cưng. Thử sức của anh. Thôi bây giờ sức em làm được nhiều không nhiều hơn mình bao nhiêu. Để còn sức đàn nữa, như đem đàn theo định hát tặng đàn tặng em nữa nè. Mà nở lòng nào em quất cái quá mạng. Rồi làm đi cưng. Rồi em đếm đi nha. Dạ. Thì nào em cảm thấy người ta sắp ụp mặt em nó ngưng đủ nha cưng. Em chuẩn bị đỡ anh đi. Đếm giùm em nha. 2, 3. Được anh. Để dành sức. Cảm anh đàn đi nhiều. Được không em? Nhìn sắc mặt coi. Giờ đàn nổi không cưng? Thôi giờ tặng quà trước nè, tặng quà trước nè. À, khoan để em hỏi á. Hỏi nè hả? À, hỏi nha. Hỏi đúng mới tặng, còn không đúng đem có hoa về hả? Dạ. Ngày vui rồi đó, chị không biết sao cho thấy vui rồi đó. Hỏi đi. Anh được bao nhiêu phần trăm trong kỳ vọng của em? Ngoại hình á. Em thì không quan trọng quá về ngoại hình. Em chỉ quan trọng là bên trong thôi. Bên trong thì chưa biết đâu, giờ dạ. Mới bên ngoài thôi. Mở cái cửa ở bên lên ngoài nè. Thì khoảng 90%. Cái gì dữ vậy bà? Đừng có mê trai quá nha. Dạ, thôi nơi đi.
Tại 27 cái xương này chứ. 90% nữa đó hả? Dạ. Rồi chúc mừng em, hy vọng của em sắp thành sự thật rồi. Tới tiết mục của em. Vậy mới tặng hoa vậy. Vậy nếu anh đánh giá em dưới 50% thì sao? Bó hoa có tặng không? Cũng tặng chị ạ, nhưng mà nó không được vui bằng chính. À rồi, vui rồi, vui rồi, vui rồi, tặng qua trái tim đi cưng. Anh tặng em bó hoa này nhân ngày đầu gặp nhau. Cảm ơn ạ. Hy vọng em thích nó. Cảm ơn ạ. Rồi, vui rồi, vui rồi. À, em cũng có món quà tặng anh. Em có thể gỡ nó ra. Mở ra coi. Đó là công sức của em đó. À, kỳ quá. Bà gói gì kỹ vậy bà? Cho anh có công sức xíu. Rồi. Công sức của em là công sức gì trời? Công sức gói quà hả? Cho tìm sách đó chị. Anh chính là thanh xuân của em. Wow, rất ý nghĩa, anh cảm nhận như thấy thế nào? Quyển sách như thế nào? À, anh thích từ thanh xuân. Chưa biết trước điều gì nhưng mà anh hy vọng nó giống như cái tựa, cái quyển sách này. Ủa em có thích trai đánh đàn rồi không em? Dạ thích. Thích hả? Dùng nhạc cụ là em thích. À, chị hình nhà hồi trẻ chị cũng mê lắm. Có mấy anh ôm đàn hát cho chị nghe là chị chết queo rồi đó. Tại em mê đến nỗi mà em phải tự đi học. Rồi. Rồi để anh, để em mua lửa xíu chị. Mua lửa. Hát rồi em sẽ biết tên xong nha. Cùng mắt mong trên rừng đường sơn hai hai đầu xa thầm đường ra trần mùa này đẹp lòng trường sơn đông nhớ trường sơn tây. Anh hết. Vậy thôi đó hả? Trời ơi, ông hát cái bài ổng đàn một gam một không nhúc nhích. Một cái gam một. Em cũng ráng chú ý cả, có đổi không? Không đổi qua được một cái gam thứ hai luôn. Gõ cốc cốc cốc, ngừng. Hát nữa đâu có biết, mới tập tới đó à. Mới tập đúng không? Mới tập hồi tối thì. Đi đàn không cưng? Làm khúc coi, em nói em đi học đàn mà. Nhưng mà lâu rồi. Em ráng 2 gam cho chị nha. 2 gam mới đờn nha. Một gam là nhục lắm luôn á. Người cũng ráng theo dõi từ đầu tới cuối, tôi thấy ông không đổi một gam nào. Tại lâu rồi em không có cầm đàn nữa. Em làm đại mấy câu. Rồi làm đại mấy câu đi. Hy vọng là được câu. Hy vọng có chuyển gam. Thấy vui rồi đó. Thôi em hát chay đi. Ngon quá bỏ qua đi Kinh. Hai đứa về ôn đàn tập đàn lại cho nhau nghe nha. Tao thấy hai đứa vui rồi đó. Thôi được rồi. Bây giờ chị Tường đi ra ngoài. Tường mời hai đứa sẽ thưởng thức một bữa ăn rất là ngon của nhà hàng. Vừa ăn vừa trò chuyện ha. Yeah. Xin mời hai bạn thưởng thức ha, món ăn trời ơi hoành tráng quá, hấp dẫn quá, vừa vui vừa được ăn ngon. Lát có bạn trai bạn gái dắt về luôn nè. Đây là món gỏi thái hải sản nè, dồi dê nướng nè, chả giò, trứng muối tôm tươi, gân cá ngừ chiên muối. Mời hai bạn thưởng thức món ăn của nhà hàng nha. Gà lăn lên nha, người ta đút tôm cho bạn gái ăn kìa nha, vui nha. Dạ, rồi chúc hai dạ. Em ngon miệng. Cảm ơn chị. Anh mời em ăn nhé. Dạ. Tranh thủ cho nãy giờ đói lắm. Anh cuối tuần thì anh có thường rảnh là thứ bảy với chủ nhật à. Thứ bảy chủ nhật thì thường là em về nhà ở Tây Ninh. Quen lâu lâu chắc anh xin về Tây Ninh thăm Tây Ninh nha. Anh có địa lý trên đó nhiều lắm. Từ Thủ Đức đến Tây Ninh thì cũng gần lắm à. Vừa rồi mới đi Tây Ninh xong thấy trên đó ai cũng thân thiện. Tương lai là anh muốn lập nghiệp trong này luôn à. Thôi mình tranh thủ ăn nha, ăn cho hết nha. Dạ. Em có hay đi xem phim hay gì không? Có mà đi với bạn gái thì nhiều. Anh hy vọng em là người đầu tiên anh đi. Hồi giờ anh chưa có biết đi xem phim. À, điều đó thì em sẵn sàng. Em có thích chơi thể thao không? Em rất là thích. Mà chưa bắt cặp được với ai rảnh để đi với mình. Để anh bắt cho. Nhưng mà em thích cầu lông hơn. Cầu lông anh cũng có bộ sẵn ở nhà. Mà ít chơi, tại vì không có người chơi. Em sợ con trai lắm hả? Trai hù em chưa? Có hù thì nhiều cũng lắm sợ hả? Thường thì bao lâu anh về quê một lần? Tầm tháng, hai tháng rảnh là anh về. Tại vì bố mẹ cũng lớn tuổi rồi. Em thích đi phượt gì không? Em rất thích đi phượt.
Em thích biển không? Anh rất là thích biển. À mà em biết bơi không? Em thích biển mà em không biết bơi. Để anh chỉ cho. Em biết bơi nhưng mà bơi ốc thôi. Bơi ốc là bơi làm sao em? Cứ vô bờ là hình bơi ốc. Rồi em chỉ anh cách bơi ốc nha. Bơi đó dễ lắm anh, chỉ cần xuống nước rồi vô bờ thôi. Anh thường anh nấu ăn thì anh nấu món gì? Canh kho trứng luộc, đặc biệt là mì tôm là nấu dễ nhất, nhanh lắm. Mì tôm là món nấu nhanh nhất luôn á. Nãy giờ có gì vui không? Dạ. Vui không? Chưa phát hiện ra điều gì. Nãy giờ rung quá, ngồi rung quá. Rung quá hả? Ủa sao nãy có chị ở đây vui lắm mà. Chị đi rung. Chị đi rung hả? Hồi nãy giờ có tâm sự được gì với nhau chưa? Quan điểm của em trong tình yêu là như thế nào? Anh tình yêu là thẳng thắn nha. Em là anh thích là trước khi người ta kết hôn á là vui vẻ. Sau kết hôn lại ở trong một nhà người ta giống như là thân quen quá người ta không còn cảm giác như trước, thì anh nghĩ là sau này nếu mà về được xây làm hai cái phòng, em phòng anh phòng, ý là hạn chế ở gần bên nhau. Anh nghĩ vậy. Em đồng ý vậy luôn á hả? Em cũng được, em cái gì tại vì em chưa có. Thôi rảnh quá ha anh chị. Người ta muốn lấy chồng, lấy vợ là để người ta có cái người ở bên cạnh. Để người ta đêm hôm người ta ngủ, người ta nằm lên vòng tay nhau, người ta ngủ. Tối người ta ngủ, người ta hung tráng nhau. Sáng mở mắt, ta hung tóc nhau, chúc nhau một ngày tốt lành. Tự nhiên hai đứa cũng hai phòng lấy nhau chi với cha, mẹ. Và phong cách, còn riêng cách. Như mình á. Tới già mà như vậy còn chưa được nữa. Tôi là tôi không có thích mấy người mà già mà sống riêng phòng là tôi cũng không thích nữa. Vợ chồng là sống tới nhau răng long đầu bạc, đến già đến chết luôn. Đến già đến chết em thấy những tấm hình trên mạng mà gọi là sự xúc động không? Nghĩa là hai ông bà lão bệnh nằm trên giường bệnh rồi mà tay ta vẫn còn nắm tay nhau như thế này. Yeah. Người ta nói là lia thiêu quen chậu, vợ chồng quen hơi. Sống với nhau đầu tiên là tình yêu, hết cái tình yêu đó là sẽ cái nghĩa. Mà làm sao có cái nghĩa là phải ta nói là thành thói quen. Đi đâu mình cũng nhớ thì như vậy mới gắn kết được. Còn mà ngủ riêng thì làm sao thấy được những cái đó, làm sao có những cái cảm xúc đó, tư duy bị lệch lạc rồi. Yeah. Em ghi nhận. Tìm hiểu đi, trải nghiệm đi. Trời, hai đứa này nó chưa có yêu, nó không có hiểu cái gì hết. Khi yêu nhau là không bao giờ muốn rời xa nhau một giây phút nào hết trơn á. Ngủ mà lâu quay qua mà không ôm cái là tôi đã giận rồi, huống chi mà ngủ riêng phòng. Ngủ riêng phòng làm gì? Tâm sự nói chuyện. Tâm sự với ai? Nhắn tin chị. Nhắn tin nằm hai phòng nhắn tin cho nhau hả? Không, vậy là mình sẽ làm thêm một phòng thứ ba. Phòng ba là hai người ở chung phòng đó. Còn nếu mà có gì đó thì... Mình làm hai cái giường. Hai cái giường, mình đem cái màn thôi. Rồi tôi cũng ráng à. Để coi hai đứa lát bấm nút lấy nhau nha. Rồi khi nào đám cưới xong cho rước tôi về nhà tôi coi, tôi căm thử tối hai đứa ngủ riêng hay ngủ chung nha. Thôi tôi chán hai người này quá rồi. Bóc bài đi. Được mấy lá vậy? Một lá. Một thôi, đọc lớn lên coi chồng nói gì. Xin phép được nắm tay người đối diện và cảm nhận ôi sữa thành hôn nữa. Cái gì? Nắm tay. Em xem nè, anh nói thiệt nha. Thì làm đi, xin phép đi. Xin phép không biết cho không nữa chứ. Anh thì phải xin nói. Xin sao ta cho. Ta rõ ràng ta ghi chữ xin phép. Chứ khi nào mà ta kêu là hãy qua nắm tay á, còn cái này là ta kêu là xin phép. Em có thể cho anh nắm tay để nói được cái cảm nhận khi mà anh gặp em. Sao đơn giản quá, có thể thay đổi xíu được không? Ta nói sao cho người ta nghe, ta mát ruột, mát gan chứ. Hôm nay gặp em, anh cảm thấy rất là vui. Tại vì có một người đồng cảm với mình. Anh sẽ có cảm nhận sâu sắc hơn nếu mà được nắm tay của em. Dạ, em sẽ thử. Cũng khá hợp lý, cũng khá được, khá ổn. Rồi, nắm đi và cảm nhận. Tiêu đập nhanh không anh? Tiêu đập bình thường chứ. Không thấy nhanh mà rối. Hơi hồi hộp xíu thì. Ai hồi hộp? Em. Hồi hộp như thế nào? Có tả. Tả nhanh nhanh đi chứ nắm tay hơi lâu rồi đó. Anh thấy tay ấm. Có thể là em là người rất là nhiệt tình, sống tình cảm. Thì anh rất là... Hai người nên cho nhau một cơ hội để tìm hiểu thêm. Hay quá, từ cái nắm tay ra cái cơ hội luôn ra chỗ cơ nữa. Anh nắm cơ hội cũng dẻo lắm, dẻo miệng lắm, được rồi. Rồi mời em gái. Cái này nó sai. Đọc lên, đọc lên, đọc lên. Sai tôi cho rút cái khác. Theo bạn, đêm tân hôn có ý nghĩa quan trọng thế nào? Có gì đâu sai, đúng quá rồi chứ sai gì. Nó hơi cao so với cái tầm của em hiểu. Em ráng đi em. Thì em theo như em nghĩ đêm tân hôn nó quan trọng như thế nào? Đêm tân hôn thì hai vợ chồng làm gì? Nói chuyện tâm sự với nhau. Tâm sự chuyện gì em?
Tâm sự mình có cả đời để tâm sự, đêm tân hôn mình làm cái gì chứ mình tâm sự chi em? Em chưa nghĩ đến cái chuyện này nó như thế nào. Đêm tân hôn thì hai người lên giường ngủ thôi, chứ không phải hai đứa ngủ hai giường hay. Em chỉ nghĩ đơn giản vậy. Có làm gì không em? Làm gì thì em chắc lúc đó em mới biết được, chứ giờ em chưa có nghĩ là cái đêm tân hôn là sẽ như thế nào. Thế em quan điểm như thế nào về việc sống thử? Sống thử thì em có hơi dạ xíu là em nếu mà sống thử mà như quan điểm của ảnh á thì có thể sống thử được, tại vì hai giường hai phòng. Nói vậy thôi em ơi, hai giường hai phòng gì, nó cũng leo qua phòng em trước rồi nó ngủ xong rồi nó mới về phòng nó ngủ, hiểu không? Anh thuộc người dễ thay đổi không anh? Là như vậy đó, ý là như vậy đó, có nghĩa là không muốn ràng buộc, nhưng mà nó sẽ là sẽ mò qua phòng em, rồi chừng nào nó xong việc rồi sao nó về phòng nó ngủ. Không muốn sao bị kiểm soát sau khi đã ấy ấy, chứ không phải hai đứa ngủ hai phòng là hai đứa không có ấy ấy, hiểu không? Em mở rộng tư duy em ra xíu đi, em đừng nghĩ đàn ông có đơn giản vậy, hiểu không? Hiểu không? Còn bây giờ cái quyền quyết định là ở hai bạn. Mình sẽ đặt tay vào cái nút bấm này, và cái nút bấm này là nút bấm để hẹn hò, để chính thức tìm hiểu nhau. Nếu được chúng ta sẽ tiến tới hôn nhân. Nhắm mắt lại, sau 3 tiếng đếm chị Tường, đồng ý thì bấm mạnh, không đồng ý thì chúng ta lấy tay ra. 1 2 3. Hết thời gian. Hôm nay sao tôi đếm mới 1 không bấm rồi. Nó hơi nhảy, bên em hơi nhảy. Nhảy đâu nhảy, cái nút này nó mạnh lắm, nó phải nút cảm ứng đâu mà nhảy. Lúc nói chuyện thì đã có quyết định rồi, chứ không phải là trong lúc 3 tiếng đếm thì. Rồi thí dụ như em bấm mà bạn gái không bấm thì em nghĩ sao? Em chưa đủ thuyết phục. Thì sẽ thuyết phục thêm. Quá hay, xin mời hai bạn đứng về bên đây. Nắm tay nhau đi hai bạn. Cũng khá xứng đôi đó, cũng được, không đến nổi. Nuôi cho bên đây mập béo lên chút xíu. Về hai đứa nhớ tập đánh đàn cho nó hay hay chút nha. Mốt có đàn này đổi gam nha. Rồi, một nụ hôn đầu tiên để kỷ niệm ngày chúng ta gặp nhau. Anh xin phép được hôn em nhé. Chị má hả? Chứ em muốn hôn đầu. Đẹp đôi đó, hy vọng là đây chỉ là mới cái tín, đây là tín hiệu đầu tiên thôi. Rồi hy vọng một ngày gần đây thôi, 6 tháng 1 năm nữa ha, nhận được tin vui của hai bạn nha. Các Tường xin thay mặt chương trình gửi tặng hai bạn những chiếc vé xem phim của rạp chiếu phim Cinebox 212 Lý Chính Thắng. Đến đây để xem phim, rồi có thời gian, có cái không gian thân mật tâm sự với nhau luôn nha. Cảm ơn quý vị đã theo dõi và luôn luôn đồng hành cùng với chương trình Hẹn Ăn Trưa cũng như với các Tường nha. Chúng ta sẽ gặp nhau vào khung giờ rất quen thuộc của chương trình, 12 giờ thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần trên kênh MyTV quý vị nhé. Chúng ta sẽ gặp nhau vào khung giờ rất quen thuộc, 10 giờ thứ ba, thứ năm, thứ bảy hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media, và đừng quên nhấn subscribe quý vị nhé. Và bây giờ các Tường xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Tay thật lớn để chào đón hai bạn nam của ngày hôm nay nha. Rồi, chào hai em. Rồi, ngồi đi cưng. Rồi bây giờ mời hai bạn nữ. Đây, hai cô em gái xinh xắn của tôi. Nhẹ nhàng. Rồi, bên đó trước luôn đi cho đổi phong thủy. Bây giờ liền luôn nè. Bây giờ đổi phong thủy luôn nè. Bây giờ một cô bé cười quá trời cười luôn. Em hãy tự giới thiệu mình đi, cô gái ngồi chiếc ghế màu xanh. Lời nói đầu tiên cho em xin gửi lời chào đến chị Cát Tường, anh Hứa Minh Đạt, ba bạn cùng chơi và tất cả các bạn có trong trường quay ngày hôm nay. Em tên là Võ Thị Cẩm Tiên, tuổi thiệt là sinh năm 94. Em ở Tiền Giang nhưng hiện sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại em là nhân viên văn phòng, là dự toán công trình xây dựng nhà gỗ cho nước Úc. Wow. Mọi người nhận xét em là một cây nắm lùn, vui vẻ. Hoặc bác và hòa đồng. Mời chàng trai chiếc ghế màu xanh, mời em giới thiệu. Em xin tự giới thiệu, em tên là Đỗ Trung Thành. Hiện tại em đang làm giáo viên tại trường trung học cơ sở trung học phổ thông Thái Bình ở quận Tân Bình ạ. Em dạy môn gì? Dạ em dạy sự ạ. Ở ngoài quê thì còn có bố mẹ và các em gái của em ạ. Nói chung cũng ở đây gần 5 năm rồi ạ. Ổn định công việc chưa? Dạ ổn định rồi ạ. Mình ở với ai trong này, ở chỗ nào? Dạ em đang ở với chú với thím em ở trong này, ở đường Cách Mạng Tháng 8. Rồi, mời bạn trai ở ghế màu đỏ.
Dạ, ghế màu đỏ nè. Trước tiên cho em xin lời gửi lời chào đến chị Cát Tường và anh Hứa Minh Đạt. Và em tên là Trương Nhân Quý. Em thì em sinh năm 94. Em nghề nghiệp là em sửa chữa ô tô, quê gốc ở An Giang miền Tây ạ. Vậy và em đang sinh sống và làm việc ở Bình Dương. Bình Dương đoạn nào? Em ở Thủ Dầu Một á chị. Ồ, vậy không thì đi lên đây cũng khoảng 1 tiếng ha em. Hơn 1 tiếng. Hơn 1 tiếng. Nhưng mà ba mẹ là còn vẫn ở quê. Không, ba mẹ em lên đây với em. Ở Bình Dương luôn. Dạ. Ồ, vậy là bây giờ là mình xác định là lập nghiệp ở Bình Dương luôn. Tại vì nhà em được hai anh em trai á. Mà ngày trước chẳng qua hơi buồn xíu là anh hai em bị tai nạn á chị. Là nhà còn có mình em mà. Em đây em làm việc ở đây nên em ước ba mẹ lên đây ở chung với em. Có gì ăn nấy chung với nhau. Rồi chị hiểu rồi. Xin chia buồn với câu chuyện của em nha. Dạ cảm ơn chị. Rồi bây giờ em có ngại yêu xa không? Em thì được cái công việc của em bây giờ nó cũng gọi là ổn định đó chị. Thứ bảy em chỉ làm có buổi sáng. Cái đó em đi làm cho người ta hay là mình làm nhà em mình? Em làm cho người ta. Em làm cho thật công ty đoạn lớn, 4 hãng này chị. À, sửa xe là sửa xe trong công ty á hả? Chị tưởng đâu là cái gara sửa tư nhân. Công ty lớn lắm chị. Đủ sống không em? Chung em cảm thấy bao nhiêu là đủ chị, em thấy là ổn á. Nhưng mình lo được cho gia đình mình đủ là được rồi. Còn dư được chút ít em lo cho bạn gái. Lưu dư được chút ít lo cho bạn gái. Dễ thương quá. Hay quá. Này được. Cô gái ngồi ghế màu đỏ đây nãy giờ cười, tự giới thiệu về mình đi nè. Dạ, em tên là Đoan Minh. Em sinh năm 95. Em làm sale marketing cho ngành F&B đã được 5-6 năm rồi. Tính cách của em thì độc lập, không phụ thuộc quá nhiều vào bạn nam và hơi bướng. Em là người miền Tây. Miền Tây? Mỹ Tho Tiền Giang á. Mỹ Tho Tiền Giang. Em có ngại yêu xa không? Sẽ tùy vô mức độ đẹp trai của bạn nam. Tùy vô mức độ đẹp trai của bạn nam. Wow. Wow. Vậy là mê trai đẹp hả cưng? Được được được. Tại nãy nghe chữ Bình Dương cái bên này eo. Ôi, yêu xa không chịu. Gì vậy? Gì vậy? Là cái xa quá đó eo. Đúng nhưng rồi. Mà bây giờ có một câu khẳng định lại, tùy theo mức độ đẹp trai. Đúng. Cô là tôi cũng thích luôn á, là giống tôi đó, giống tôi đó. Rồi, Quý, điểm mạnh điểm yếu của em. Dạ, điểm mạnh em thì vui vẻ, hòa đồng. Em được cái em không hút thuốc gì. Không hút thuốc? Có nhậu được không? Nhậu thì lê gai. Lê gai. Nhậu nhậu chơi chơi với em không bao giờ đi sau về sau 10 giờ. Hay quá. Coi như là nhậu từ 7 giờ sáng là tới 9 giờ tối là gì? Nhậu từ 7 giờ sáng là tới 9 giờ tối là... Trai ngoan em ơi, không có về nhà sau 10 giờ. Còn đi làm nữa Đạt ơi. Còn điểm yếu của em thì em không biết nấu ăn. Nói chung là nấu dở, chứ em nấu mình em ăn, mà em ăn còn dư nữa. Có hồi nhỏ thì em hay bị sợ ma. Chị biết sao, ở dưới quê ngày trước thì nó vắng lắm mà chị. Mỗi nhà là chỉ có được một cái tivi thôi. Mà ba mẹ em thì dỗ cho em ngủ sớm. Cái mẹ em đi lại nhà kế bên á, coi cái đầu em ở nhà em thức dậy em không thấy ai hết trơn. Em khóc, em chạy cắm tổng cổ, em chạy đó em khóc. Cái tới giờ mà em vẫn còn chọc em hoài luôn. Em thì cũng có cái thằng mà hôm nay em đi chơi vui quá hay gì á, tối về em ngủ em hay nói lại lắm. Nói lại là sao em? Là cứ như cũng kiểu như mớ á chị. Mớ hả? Trời ơi, cái đó em mới làm cho người ta sợ ma đó. Trời ơi trời. Chứ ma nào sợ em không, à. Ít em lắm kể vậy. Câu chuyện em mớ mà làm cho người ta nhớ đi. Tối ngủ với vợ tự nhiên nửa đêm ngồi vậy em nói chuyện nó nói là vợ em mới sợ ma đó. Không, em không có ngồi, cái gì em nào em nằm nói luôn hả? Dạ. Tôi từng mua bột giặt kèm nước xả vải. Bột giặt rồi, 2-trong-1 mới làm sạch nhờ công nghệ enzyme từ châu Âu và làm mềm nhờ khoáng chất dưỡng vải. Đồ sạch bong, thơm và mềm. Giờ tôi chẳng cần mua nước xả vải nữa. Bột giặt Jones 2-trong-1 giặt và xả tất cả trong một. Nói thành tiếng luôn, nói thành câu chuyện luôn hay là chỉ ú ớ thôi? Cũng có thể nói thành câu chuyện chị. Ví dụ như hồi đợt năm rồi em đi ăn tất niên á. Em hát nhiều quá. Mà cái tới ngày cái bài hát của em thích nữa. Em ngồi với em kêu cho em hát nữa, cái em về em nằm ngủ cái em nói chuyện mình luôn. Nói gì? Thì em nói cho tao hát bài nữa, tôi nghĩ tôi về. Ai kể lại cho em nghe. Mẹ em. Còn em nè. Em biết chụp ảnh. Chụp hình. Dạ, em thích đi du lịch. Đôi lúc là em hay quẩy ba lô em đi du lịch một mình luôn. Em biết nấu ăn, nhưng mà em sẽ không bao giờ em nấu ăn cho bạn nam đâu. Vì sao vậy? Bạn nam phải chiều em chứ. Em phải chiều em chứ. Nhưng mà tùy theo độ đẹp trai, người ta đẹp trai quá sao? Có gì em không. Chỉ anh được không em? Hả? Có gì em chỉ anh được không? Không. Em phải biết nấu chứ. Biết nấu chứ. Anh có thể lên coi YouTube mà. Ok. Em nhất định là không nấu ăn cho bạn trai mình ăn. Em sẽ rửa chén. Rửa chén. Và bạn trai mình phải nấu cho mình ăn. Đúng rồi. Rồi ví dụ như mai mốt mình về ở chung với nhà có ba mẹ chồng luôn rồi cũng hỏng nấu ăn cho ba mẹ luôn hả? Tư tưởng của em á là khi mà có chồng hay gì đó là dọn ra ở riêng. Cụ thể hoàn cảnh nhà bạn trai neo đơn có mình bạn ấy rồi, ví dụ ba mẹ già ốm đau bệnh hoạn rồi làm sao?
Em sẽ kiếm bạn trai khác. Em sẽ kiếm bạn trai khác. Trời trời, nhỏ này cũng nhận thẳng thắn thiệt. Được cái ba mẹ em thì không có quan điểm là bắt làm dâu hay gì. Nói chung ví dụ như sau này hai người lập nghiệp có thể ở riêng hay gì đó, là làm sao ví dụ bên đó bạn nữ thì cũng có ba mẹ. Em có mẹ làm dư, mình dành ra một cái khoản nào đó, mình chạy qua chạy lại chăm sóc đôi bên, phải không? Quan điểm là vậy. Vậy được không em? Vậy có kiếm bằng bạn trai khác không? Có không? Để suy nghĩ. Trời ơi, suy nghĩ tùy theo bộ đẹp trai. Được à, cô này được. Mà bây giờ điểm yếu là gì? Em có nói anh em rất là bướng. Có nghĩa là thí dụ như là em biết em sai, thì đương nhiên là với khách hàng thì em sẽ xin lỗi. Nhưng với bạn nam thì em sẽ gật gật, nhưng mà không, em cũng vẫn làm theo ý với em mà. Để tôi coi, để tôi coi vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Để tôi coi là lúc mà cô gặp đúng cái người mà cô rung động đó, coi cổ có còn mạnh miệng nói như vậy không. Biết đâu nha. Chào thầy giáo nè, thầy giáo dạy sử nè. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Về điểm mạnh thì nói chung là em người quá hoàn thiện. Có thể biết. Quá hoàn thiện luôn hả? Dạ. Nói chung là em không có cái gì gọi là quá đáng về tật xấu cả. Ví dụ như là em không hút thuốc nè. Em không nhậu nhẹt thì chỉ có ít thôi ạ. Thích đánh bóng chuyền ạ. Và bữa nay thì em đang tập gym và tập boxing. Những cái môn thành đường thức sức khỏe rất tốt ạ. Tại là khả năng kinh tế của mình vẫn còn rất là hạn chế. Vì vậy em đang học và khởi nghiệp, mở thêm một cái kinh doanh online. Hy vọng là đến năm mình 30 tuổi thì mình có đủ điều kiện để chăm sóc cho những người thân của mình và những người mình yêu thương. Năm nay nhiêu rồi? Dạ, 27. 27? Dạ. Lập kế hoạch rõ ràng là mong muốn 3 năm nữa là cuộc sống nó khá hơn đúng không? Dạ đúng rồi. Lo được cho những người mình yêu thương. Dạ. Còn có kế hoạch gì trong chuyện kết hôn không? Dạ, thực sự thì bố mẹ em rất là muốn có con dâu ạ. Nên em mong là trong vòng 1 năm hoặc 1 năm hơn gì đó thì mình có thể tìm được một đối tượng phù hợp để mình có thể tiến tới lâu dài hơn. Nhưng mà đã sẵn sàng mọi thứ để kết hôn chưa? Dạ, để nói mà sẵn sàng thì thực sự là không có biết bao nhiêu cho đủ cả chị ạ. Nhưng mà em tin tưởng là em có đủ khả năng để mà chuẩn bị những thứ tốt nhất cho bạn ấy. Ok. Vậy còn điểm yếu của mình nãy giờ nghe tốt quá ha. Tuyệt quá trời luôn á. Em hay sợ những con vật mà bò sát, ví dụ như là rắn, là dân ở vùng gọi là vùng lũ á, nhưng mà thực sự là em không biết bơi. Chưa bao giờ tâm sông luôn. Ở vùng lũ không biết bơi. Dạ. Trời đất ơi. Em có cái tin hay quên ạ. Nên em hy vọng là sẽ có một người nào đó nhắc cho mình suốt cuộc đời này. Trời ơi, nhắc mà nhắc suốt cuộc đời luôn ha. Chết rồi. Giống mẹ rồi. Giống mẹ rồi. Rồi, hy vọng hôm nay thầy sẽ được như ý nguyện. Đâu, nhắc là anh ơi, tháng này chưa đưa lương nữa nha. Là ví dụ vậy. Rồi. Anh ơi. Anh ơi chưa nấu cơm anh ơi. Anh ơi chưa giặt đồ anh ơi. Anh ơi con chưa bú anh ơi. Nhắc lia lịa, nhắc lia lịa. Thấy ổn không em? Em thấy dụ có một người vợ vậy em thấy ổn không? Quá ok luôn nè. Quá ok. Trời luôn ơi. Thầy nói thầy nhớ nha thầy. Dạ. Dạ thực sự thì em cũng chỉ mong là có một người nào có thể nhắc mình hoài hoài mà nhắc hoài không có chán. Rồi ok. Sợ nói câu đó xong là lát nữa 2 phút sau là quên liền hay gì. Rồi bây giờ mời Cẩm Tiên. Cẩm Tiên ngồi ghế màu xanh. Cái nấm lùm. Ưu điểm của em là biết nấu ăn. Thích làm thiện nguyện và có biết hát, độc lập về tài chính. Về khuyết điểm thì em là một người hay quên, cho nên là khi nghe bạn nam bên kia nói chết hay quên thì tại vì em hay quên là những chuyện lặt vặt á, em cần có cái người nhắc nhở thì em mới nhớ. Chết rồi. Hai bên mà bên nào cũng hay quên, bên nào cũng muốn người nhắc. Trong... Dạ. Em có biết hát là biết hát cái loại nhạc gì? Dạ em hát được bolero hoặc là nhạc những bài ballad. Mình làm thưởng khúc bolero đổi không khí đi em. Dạ. Mời em. Sớm tụ rồi. Sớm tụ phải. Thật ra qua nay con bạn thân em nó tập cho em một cái bài là chết là tự nhiên quên tên. Tàu về quê hương. Tàu về quê hương. Đó, tàu bạn thân nhắc hương. Liền rồi. Anh ơi đô thành ở đây em sống không quen, đưa nhau lên tàu về quê em thấy vui hơn. Về đây mình cưới nhau luôn, về đây mình sống vui hơn, về đây mình có nhau luôn chẳng bao giờ buồn. Cảm ơn mọi người ạ. Oh yeah. Style mới là vừa hát bolero vừa mix rap vô luôn á. Biết rap không không? Em đọc rap cũng được nhưng mà nó không hay lắm. Kệ chơi luôn chứ. Hát là hay rồi, bây giờ đọc rap còn hay hơn nữa. Và đây là màn rap của rap nem Cái Nấm Lùn. Dạ em cũng xin rap một đoạn nhỏ trong bài Ngày Anh Nhớ Em của Ron ạ. Hạnh phúc khó khăn lắm mình mới có được, vì thế nên em đâu dám đem ra cá cược.
cuộc sống em giờ có anh như vậy là đủ. Em không muốn yêu ai hay quay lại người cũ. Đơn giản vì em xác định được mình thương ai. Em muốn mình cố gắng hơn nhiều cho tương lai. Mặc kệ con đường này đi nhiều chướng ngại, em sẽ cố dẫn anh theo nếu lỡ anh vướng lại. Hôm nay trời mưa to hơn mọi ngày, vì như thế làm em nghĩ đến anh trong mỗi giây. Trong cơn mưa hôm nay sao lại có nắng, giống như em trong lòng cũng đang nhiều trống vắng. Chắc là do tim em đang cần ai đó, có phải là anh, một bàn tay hay bờ vai nhỏ. Suy nghĩ trong em có chăng anh hiểu rõ, lãng mạn và yêu anh, mong anh một ngày sẽ hiểu nó. Wow, wow. Ghê ghê. Trời ghê. Với cái bài rap đó, vừa nói hết những cái tâm tư, tình cảm, tôi nghe tâm sự luôn. Em cảm xúc của hai bạn nam như thế nào đó luôn á trời. Sao thầy giáo nghe sao, sao? Bolero được, rap dữ luôn. Dạ đủ luôn rồi, đủ luôn rồi. Đủ luôn hả? Dạ, quá dữ. Còn em thì sao? Em bạn hát rất là chuẩn đó chị. Chuẩn luôn rất hả? Hay lắm. Em cũng thích hát nên em thấy. Thích hát hả? Làm luôn em, hát làm luôn. Luôn đi. Để nhà trai mình lép dế hay sao? Wow. Rồi. Nhưng mà thì hôm nay em đến đây em cũng góp vô một đoạn. Đã có lúc tôi từng nghĩ sẽ chẳng yêu một ai, sẽ chẳng càng lâu dài. Ngày tháng cứ thế trôi dần trôi, chỉ có tôi và tôi, cô đơn là niềm vui. Rồi tình cờ nàng ghé qua, cười thật tươi trước nhà, làm lòng tôi biết là trái tim tôi khờ dài, có lẽ đã yêu lần hai. Em xin hết. Wow. Yeah. Bài hát lạ quá, tôi mới nghe lần đầu luôn á. Rồi tình trường thế nào? Em đã trải qua bao nhiêu cuộc tình rồi? Em trải qua ba mối tình ạ. Ba mối tình. Dạ. Mối tình đầu tiên thì lúc học cấp 3 nó kéo dài hơn 3 năm. Em phát hiện là bạn đó thật ra rất là tốt với em, nhưng mà không chỉ em mà còn với những em khác nữa. Nên là em mới dừng lại. Mối tình thứ hai là lúc em đi làm. Thì trong một chuyến đi chơi, em có cái bạn nam đó có cách cư xử nó rất khác với một bé trong nhóm. Người đi chơi chung một nhóm mà thấy là bạn trai của mình có tình ý với cái người khác phải không? Dạ đúng rồi. Em hỏi bạn đó là có hay không, bạn đó mới khẳng định là không. Sau một thời gian thì bạn đó nói là với em là chỉ là xem em là em gái mưa thôi. Xem em là em gái mưa thôi. Hả? Rồi một tháng sau thì bạn đó công khai trên Facebook với chính cái bạn nữ đó. Trời ơi, vậy là cái cảm nhận của em là đúng phải không em? Dạ, đôi khi em cũng sợ cái linh cảm của mình lắm á chị. Cho nên là em mới quyết định dừng lại. Rồi, mối tình cuối cùng? Hơn 4 tháng. Cả hai có cái tương lai là sẽ đi đến kết hôn khi mà tìm hiểu tầm 1 đến 2 năm. Tốt quá rồi, sao không tiến tới mà rồi, sao nữa nè? Cái khúc này nè, sau thời gian quen nhau thì em mới phát hiện thì ra mình chỉ là cái người thay thế thôi. Cho nên những cái dự định đó thật ra nó đang dang dở với cái người cũ của bạn đó thôi. Thì em mới thôi dừng lại em để... Em lắp cho chỗ trống đó đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà lần này có nhiều khi cảm xúc của em sai không? Dạ em cũng có trao đổi với bạn đó. Thì bạn đó mới nói là thôi chỉ làm bạn thôi. Trời cho đó. Nên là em muốn dừng lại để bản thân mình không bị tổn thương nữa. Mà em chia tay cái mối tình đó bao lâu rồi? Dạ cũng gần tháng rồi. Hả? Chị Tùng. Mới có 1 tháng à? Nhưng mà bản thân em đã quên được cái người yêu cũ đó chưa? Dạ thật ra em không gọi là quên, xem đó là những cái kỷ niệm đẹp bạn đó đã góp trong cái phần thanh xuân của em. Em biết chia tay thì thực sự rất là buồn bởi vì em đã trải qua điều đó. Nhưng mà em hy vọng là bạn mới có thể tiếp tục với những cái nhân duyên mới của tương lai ạ. Rồi, cảm ơn em đã đồng cảm ha, và có một cái suy nghĩ rất là tích cực. Rồi riêng mình thì sao? Thực sự thì chuyện tình của em nó cũng mang màu sắc gì đó, nó hơi buồn buồn. Dạ, thực sự thì em cũng có một mối tình mang lại rất nhiều cảm xúc, và thực sự bọn em đã định tiến đến lâu dài với nhau. Nhưng mà hồi đó em có một cái tính là muốn làm việc gì á, thì mình quá chu toàn. Rồi dần dần thì không hiểu sao em càng bị sa đà. Trong y học thì người ta hay gọi là có dấu hiệu gọi là tự kỷ và trầm cảm một xíu. Sau một thời gian thì bạn ấy chọn một con đường mới. Và em cũng tôn trọng quyết định của bạn ấy. Thực sự lúc đó em rất là đau lòng luôn á. Anh với chị Tường rất là tin tưởng em. Và tin em nói thiệt chứ không phải là cứ thật sự hoài đâu. Thật một sự, câu thật sự. Không biết bao nhiêu cái thật sự luôn đó. Đó thật cũng sự là một dấu hiệu của stress và trầm cảm đó nha. Không quản lý được ngôn từ và cảm xúc của mình, nói chậm lại, từ tốn và kiểm soát lời mình. Bình nói tâm lại không gì hết. Thầy giáo. Dạ, thực sự thì đó, thấy chưa? Ổn. Dạ. Thực sự là em rất là cảm xúc ạ. Nên chị biết, chị biết. Cảm xúc thì có thể là hơi hơi bị kích động xíu. Trong người nó hơi thả lỏng ra thôi. Một người sống rất là tình cảm. Dạ. Bây giờ quay lại với Quý thì tình trường của Quý như thế nào?
Dạ em thì được 2 mối tình chị. Em quen bạn nữ đó thì được hơn 2 năm á. 2 năm? Dạ. Trong lúc em làm việc thao tác cái em có bị chấn thương á. Nằm viện gần hơn 2 tháng à. Mà lúc đó nhà em cũng khó khăn. Cái đó em quyết định em xuất viện, em về quê. Lúc đầu thì về quê tầm 1 tháng thì bạn nó cũng vẫn liên lạc, điện thoại quan tâm bình thường. Rồi xong rồi người ta cũng báo lại thì bé nó cũng là có quen một người khác. Rồi. Trong thời gian em học và em làm em cũng có quen thêm một bạn nữ nữa. Bạn đó kiểu như bên đạo á chị, mà không có giấu, mà kiểu như giấu em á. Nhưng mà điểm đó là cái dạ, như ba mẹ em sau này thì cho nên em cũng nói rõ ràng thì chia tay. Dạ. Minh, tình trường của em sao Minh? Đây nè. À, thật ra em có 12 mối. Hai mối. 12. 12 mối. Lần đầu tiên có một mối. Hai, trong đó có 4 mối là sâu sắc. 4 mối là sâu sắc. Còn lại là thuộc dạng đang tìm hiểu và không cảm thấy hợp nên dừng. Crush. Crush đâu hả? Cá tính ha, ngon ha, mạnh mẽ ha. Hết hồn hết vía. Lần đầu tiên tôi thấy có cô gái lên đây mà dám nói có 12 mối tình. Không, chỉ là crush thôi thì mình tính mối mối cũng được mà. À, rồi. Cái mối tình đầu thì em với bạn đó quen nhau được 8 năm. Ừ, trụ 8 năm luôn. Quen được thời gian cái sẽ chán. Sẽ chán xong rồi cái nít nữa mà. Tình cảm tôi học trò mà. Bạn nam đó đi tà lưa với bạn khác. Tà lưa hả? Cho lên ở trên mạng hay gì đó. Mà cái tính em thì trước giờ là em thấy nhưng em không có nói. Nói chung là sẽ tha thứ cho người ta khá nhiều lần. Nhưng mà nói chung là giờ chẳng lẽ mình bị tổn thương hoài. Rồi xong được. Cái lúc bạn đó đi du học thì em quyết định là kiểu thôi giải thoát nhau luôn đi. Sẵn tiện luôn hả? Đúng rồi, tiện tay á, kiểu như vậy đó, giải thoát nhau luôn đi. Tiện tay là thôi giải thoát nhau luôn rồi. Đi. Tiếp là 8 năm. Rồi thì sau đó không hiểu sao bị ám như sao á chị, những cái mối tình sao và những cái người quen sao nó ngắn. Mấy tháng. Cao nhất á là 1 năm. À. Thấp nhất á là 1 ngày, đó là khi mà bạn nam tỏ tình với em. 1 ngày tính mối tình luôn hả em? Rồi. Thì bạn nam tỏ tình với em, cái em mới thấy là ừ cũng được. À. Xong rồi cái xong cái sáng hôm sau em mới thấy con thấy kỳ quá, thấy tụt mút quá. À. Nên là em mới nhắn lại là thôi mình làm bạn thôi. À vậy là gọi là một mối tình đó hả em? Trời ơi, tôi hiểu rồi, tôi về chỗ. Thôi. Trời ơi, tôi nghe bà kể chuyện sao đầu đuôi đó. Sau đậm thứ hai là bạn nam tính hơi gia trưởng nên là hay kiểm soát. Có nghĩa là mới đầu vô mình nhìn một người partner của mình nó hào nhoáng lắm. Nhưng mà mình rờ vô mình mới biết. Rờ cái bộ phận nào của người ta vậy? Gì? Rờ vô tính xấu người ta mới biết. Rờ vô đụng ngay tính xấu mới biết được hả? Đúng rồi. Gia thì trưởng. Cũng dùng dần được khoảng một năm, một hạt rồi mới chia tay. Em lock Facebook bạn đó luôn. Anh chị có nghe câu yêu nhau vì nhan sắc không? Yêu nhau, à hồi nãy anh có nghe đó. Tùy theo độ đẹp trai đồ đó. Anh nghe loáng thoáng hồi nãy cô gái nào nói có câu đó. Em chụp hình cho cái nhà hàng của anh đó. Ờ mà lúc đó mà em không có make up. Xong cái ảnh chạy một cái voucher ăn 1 triệu. Cái xong cái hôm sau cái em make up lên, cái em lượn vô nhà hàng ảnh. Cái ảnh mới nói trời Minh sao em nhìn khác quá vậy. Ồ rồi sao? Ảnh cưới em. Bắt đầu cũng ngồi tích. Ồ cũng đẹp trai nè. Ồ cũng có mấy việc làm ổn nè. Rồi cũng cao nè. Đó thì cũng ờ rớ vô rồi. Yêu. Nhưng mà yêu xong mới biết lụy tình. Ai lụy ai? Ảnh lụy, mà em là dạng con gái yêu thiên về lý trí khá là nhiều. Làm sao dứt được? Ảnh đi Hà Nội về, cái ảnh phì ra. Mập ra. Thì hết xấu trai quá, rồi. Hết tội luôn, hết trách nhiệm bỏ luôn. Rồi. Cái em mới nói là thôi em nghĩ là em hết yêu ảnh rồi, mình nên buông nhau đi. À. Dứt điểm, dứt khoát. Đó. Mới có cuộc tình thứ 3 thôi đó, Duy Tường. Còn mấy kia đều nhỏ. Bởi chị nói với em nghe, em đừng có ham cái mã đẹp trai. Tao nói mà mấy người đẹp trai quá là tính xấu nhiều lắm. Từ từ nó cũng lòi à. Bớt ham mê trai đẹp lại đi. Em thấy là bạn nam nào khi cua gái cũng ráng gồng lên vậy nè. Xô hết như con công nó xòe đuôi ra vậy đó. Lìa 12 mối tình. Nhưng mà tại sao em lại không tiếp tục để mà chinh phục những người đẹp đàn ông đẹp trai nữa mà phải ngưng tới 2 năm nữa? À, tại thật cái là lúc trong cái tiến trình đó thì vẫn có nhiều bạn nam theo em. Nhưng mà kiểu chưa bằng người yêu cũ. Chưa bằng người yêu cũ. Giờ là phải kiếm lên trên. Hay bữa nay có đem theo hình mấy người yêu cũ không? Không. Trời ơi, phải biết cho chị coi luôn. Không được chị giải tán hai bên này luôn cho nên rồi. Chứ mất công rồi đó. Chị mở cửa ra rồi em nói chưa bằng người yêu cũ tổn thương hai bạn trai của chị. Trời ơi, thiệt á. Bữa nay là bên đàn nghe, gái nghe, nghe tình nhân vật rất là nguy hiểm nha. Sao quý nghe tình trường 12 mối tình của cô gái bên kia em thấy sao? Cái là thiếu thì em bù vô chị. Thiếu em bù vô hả? Thiếu em bù rồi vô. Để coi hôm nay bù được không. Còn nha á, thiệt chứ bộ nhiều khi là đây là đỉnh của đỉnh luôn rồi. Nhưng mà giờ cái mẫu người yêu lý tưởng của quý là như thế nào?
vui tính xíu. Vui, nãy giờ em thấy vui không? Vui không? Nói chuyện cười quá, cười luôn. Quá vui. Rồi. Quá vui, gì nữa? Còn nhiều động tác hề lắm nha. Với lại bạn gái cao cao tầm 1m58 đổ lên là được. Được. Biết nấu ăn xíu, hồi nãy em cũng có nói rồi. Biết nấu ăn xíu hả? Chết chà, nếu hơi bị sái sái không? Sái sái rồi. Rửa chén thì được, nhưng mà người bạn trai phải nấu, nấu cổ ăn. Vậy sẵn dịp em về em như bạn nói nãy lên YouTube học rồi hai đứa học luôn. Ừ, còn hai đứa học là... luôn. Rồi xong rồi nấu ra thì mạnh người này thưởng thức của người kia thử lại thì cũng được. Đi ăn cơm tiệm đi anh, đi ăn cơm tiệm đi anh. Ăn cơm tiệm đi anh. Mình có cái điều gì mình không thích ở người cái tư ở người con gái không? Em không thích một cái mà cái kiểu như là nhiều chuyện á. Chuyện bà tám á. Dạ. Rồi, không xăm. Dễ nhìn xíu là được rồi. À. Dễ nhìn xíu là được. Không biết tôn trọng người lớn hay được. Khoan, bây giờ hỏi bà gu bảo sao nè. Gu nè. Đẹp trai, anh đoán nè. Đúng rồi, đẹp trai. Đẹp trai là tiêu chí. Rồi gì nữa? Gì nữa nè? Chào. Chi tiền cho em đi. Chi tiền cho em đi. Chi tiền gì? Chi tiền cho em đi. À, đi đâu? Như là hỗ trợ kinh tế cho em. Ok, em tự lập vẫn được, nhưng mà không. Em muốn bạn nam chi tiền cho em nữa. Ví dụ như là em xài cho những khoản nào? Mua đồ. Mua đồ mà. Đi đầu tư. Đầu tư gì? Chứng khoán, bất động sản. Trời. Bitcoin, nhưng mà Bitcoin đang sập rồi. Chắc tôi đi về, hôm nay tôi nghỉ mai mối quá. Mà đó giờ em đầu tư thành công hay thất bại? Cũng có, thành công. Lợi nhiêu? Cũng nhiều mà. Rồi sao không lấy tiền đi đầu tư tiếp đi? Rồi cũng phải kêu con trai đưa tiền đi đầu tư làm chi vậy? Thì trai cho tiền mình đi đầu tư, xong mình chia lại cho trai. Có chia lại cho trai luôn hả? Ờ, thì trai chia lại cho em, người ta gọi là hoa hồng. À, đầu tư. Dạo này kinh doanh có lãi không? Liên dịch rồi chị. Tạm thời pending. Cho nên giờ đang cần người đầu tư tiếp phải không? Đúng rồi. Rồi, hy vọng hôm nay em có được người đầu tư nha. Chứ chị thấy chị hoang mang muốn bỏ nghề giải nghiệp rồi đó. Còn chị làm mai làm mối cũng nhiều ca lắm mà ca này chị thấy hơi căng rồi đó. Không, mà cô bé này nãy nói đúng, ưu điểm là vui tính. Vui tính hả? Chứ là vui tính là cô bé này, quen thân cô bé này lúc nào cũng cười hết. Không thể nào không, buồn. Nhưng mà sao có nụ cười đó toát mồ hôi hột đó em căng á. Cười mà cười này cười căng. Đừng có để cho cô bé này rờ trúng ngay cái điểm xấu là mệt nữa rờ, nha. Rờ căng lắm thôi. Quay qua cô bé dễ thương nắm lùn nè. Nắm lùn thích yêu sao nắm lùn? À, em chỉ cần cái người bạn trai của mình là vui vẻ, hòa đồng, biết quan tâm người yêu, biết cách cư xử với mọi người và độc lập về tài chính, về cuộc sống. Em Cương biết nấu ăn không? Dạ biết. Có sẵn sàng nấu ăn cho bạn trai ăn không? Cho chồng ăn không? Thật ra thì em nấu cũng được, nhưng mà em muốn việc nấu ăn á là cả hai cùng chia sẻ với nhau. Rồi, yeah, ok, đồng ý. À, có cần có thích ảnh chi tiền cho mình đầu tư không? Thật ra về kinh tế thì em nghĩ là cả hai nên độc lập. Em thích bạn nam có quỷ đen hơn. Em thích bạn nam có quỷ đen hơn. Nói gì kỳ vậy? Đỡ sao bữa nay ca khó không vậy? Tại sao thích tại bạn vì trai có quỷ em không thích, em không thích người nam đưa hết tiền cho mình. Nếu mà thực sự có tiếng xa thì cả hai sẽ đóng một cái quỹ chung, và cái quỹ chung đó để thực hiện những cái dự định tương lai. Phần còn lại thì em nghĩ là cả hai nên có một phần nào đó giữ riêng cho mình để sinh hoạt, giống như là đi ăn uống bên ngoài. Cái đó mình chỉ dùng từ là mình có cái khoản riêng để chi tiêu cá nhân thôi. Dạ đúng. Em dùng rồi, cái từ ràng. Quỷ đen là nó ghê lắm. Quỷ đen là những là nguy hiểm lắm. Đen tối. Bây giờ thì mình sẽ hỏi ý kiến của người thân. À, phía bên dưới thì Tường thấy là có một chú nha. Là chú là người nhà của ai ạ? Chú là người nhà của Trương Nhân Quý ạ. Dạ, người nhà của Quý. Chú là gì của Quý vậy chú? Tía. À tía. Dạ, chào tía. Dạ, tía hôm nay tía đi theo coi nãy giờ rồi tía có suy nghĩ sao nè, tía phát biểu nè. Cái chỗ ghế xanh nè, hợp với Úc Quý á, nói chuyện là một, hai nữa là tính nết cũng phù hợp với Quý á. Cảm ơn chú nghe. Dạ, cảm ơn chú. Dạ, rồi, đó là ý kiến để cho Quý có thể tham khảo thêm. Chào em gái, mình là đi theo ai? Dạ, em chào chị Tường, chào anh Đạt cùng tất cả mọi người. À, hôm nay mặt em kích ứng nên em xin phép chương trình cho em đeo khẩu trang. Dạ, em là bạn của Tiên ạ. Rồi, bạn của Tiên nắm lùng phải không? Dạ. Rồi. À, Tiên ơi, hai bạn nam bên đây á, thì khá là ổn áp. Nhưng mà Ly nghĩ á, cái gu của Tiên á, là sẽ là cái bạn ghế màu xanh á. Thì với cái tâm sự của bạn ghế xanh từ nãy tới giờ á, thì em nghĩ là bạn ghế xanh sẽ chịu được tính của bạn em. Cảm ơn em, đó là những ý kiến từ bạn người thân xanh. Hy vọng là giúp ích được rất nhiều cho các chàng trai, các cô gái của mình khi mà lựa chọn. Kính thưa quý vị, và bây giờ thì đã có đầy đủ thông tin rồi. Đạt ơi, Đạt ơi. Dạ, dạ, mình dạ. Mở cửa trái tim đi. Còn gì nữa, cho hai bên gặp gỡ nhau nè. Yeah. Mở cửa trái tim. Wow.
Trời, làm liền luôn hả? Quà tặng em. Anh thì không biết lựa màu sâu nhưng mà anh hy vọng em sẽ thích. Ví dụ em không thích màu này, em thích màu khác, anh dắt em đi mua. Rồi, liền tay vậy luôn. Ồ, đúng là anh chàng thợ sửa ô tô. Nếu không thích màu này thì anh sẽ mua cho em màu khác. Đó, nhanh gọn lẹ liền. Sao chưa kịp hỏi cảm xúc anh, luôn. Anh nói quịch tẹt quá vậy. Đâu, anh thẳng mà, anh là anh chàng rất là thẳng tính. Em thích không, em thích không? Chưa mở, chưa biết. Em mở đi. Trời, ba làm gì mà ba thô bạo dữ vậy trời. Ý màu cam. Cam đó, thích không? Màu cam. Em thích đỏ cơ. Nhưng mà hơi, cảm ơn cái anh. Đỏ cam á. Vậy bữa anh mua cho cây khác. À. Cảm xúc đầu tiên khi mở cửa trái tim ra thấy như sao? Anh này đẹp trai. Anh này đẹp trai, trời ơi, nhỏ trai này thẳng tính ghê. Anh này đẹp trai. Ổn không? Ổn. Ổn hả? Mà ảnh cứng quá à. Cứng là cái gì cứng? Bây giờ ảnh tặng quà ảnh làm liền à, rồi ảnh nói luôn. Tại vậy em không chịu nữa hả? Vậy cho nó nhanh gọn lẹ chứ em muốn lòng vòng nữa hả? Từ từ thôi. À, muốn chậm chậm lại chút hả? Từ từ mà đúng không? Khó chịu quá à. Thì cái ta đẹp trai được rồi. Mà đẹp trai là được rồi. Đẹp trai không? Nhưng mà nãy chị mới nói là người đẹp trai có cái mã thôi, phải từ từ. Chính nãy chị mới nói mà. Chị nói người đẹp trai chứ nhiều khi bên trong nó có nhiều tánh xấu. Chị đâu kêu từ từ đâu. Rồi, em rồi. Cũng bớt lại một chút nha. Bớt lại đi cưng. Kềm lại chút xíu. Cảm xúc sao cưng? Này nghe nè, nghe anh chàng trai ta đẹp trai nói nè. Bạn gái dễ thương. Dễ thương quá hả? Có sao xuyến chút nào chưa? Dùng. Sao cưng? Cảm xúc khi thế nào khi mở cửa trái tim ra? Hai bạn gái rất là dễ thương. Nhân đây thì em có một món quà nhỏ gửi tặng đến hai bạn ạ. Cảm ơn. À. Em cảm ơn anh nhiều. Nhóm thầy giáo phát sổ đồ bài. Sao thích màu này không? Để người ta đổi luôn. Màu đen. Thích màu đen, làm ơn mới mốt đổi màu đen cho người ta đi. Rồi đổi bà em luôn. Khó quá, tôi nói bà bớt lại đi. Rồi sao nắm luôn? Sao nè? Cảm xúc của em như thế nào? Đang tập trung nhìn vô cái chữ. Dạ, em thấy trên cái quyển sổ có một cái câu thơ rất là hay. Có chữ nghĩa nè. Dạ. Thuyền về có nhớ bến chăng, bến thì một dạ khăng khăng đợi thuyền. Nghe khá là hay đúng không? Tại cho em cái cảm tình. Rồi. Cảm ơn bạn. Bây giờ hai chàng trai tôi mạnh mẽ lên. Anh Quý, anh mẽ lên, muốn hỏi gì hai cô gái này cứ mạnh dạn. Cho hỏi hai bạn là ví dụ như mình yêu nhau, mình quan điểm về tình yêu là như thế nào? Nếu mình tình yêu là nên cho hai người một khoảng không, gọi là tôn trọng không gian, đừng có dính nhau quá. Ủa, yêu nhau mà đừng dính nhau? Nó chán à. Theo em thì tình yêu là như thế nào là vui? Sự thấu hiểu. Nè, nói với anh Quý nè, đừng tìm hiểu anh kia, anh Quý nè. Nhào vô tình yêu đừng có gồng quá, nó không có vui. Gồng quá nó không vui, mỗi ngày mỗi khác. Quý hiểu Quý? Dối. Em nói đi. Quý hoang mang lắm. Bé hỏi nó trả lời xong Quý chưa hiểu gì luôn. Rồi Tiên. Dạ, quan điểm trong tình yêu của em là cần một người biết chia sẻ, thông cảm và phải biết tôn trọng người yêu của mình, đối phương của mình. Anh thì thích rõ ràng, kiểu như là yêu ai thì chỉ yêu một người thôi. Khi nào mà không thương nữa hoặc là không có còn quý lý nữa thì cứ nói thẳng ra. Dạ, em muốn hỏi thầy giáo. Rồi, hỏi thầy giáo, mời em. Muốn hỏi là bạn có gia trưởng không ạ? Cái điều này thì mình khẳng định luôn là mình là một người sống rất là tình cảm á. Nghe quan điểm chia sẻ của hai người rồi từ đó mình sẽ đi đến kết luận. Không có ý kiến của mình là chủ đạo ạ. Thật sự cái nhiều khi em cũng trẻ con á, thì anh có chấp nhận được hay không ạ? Là không có ai hợp với nhau 100% cả. Mình thông cảm, chia sẻ và cảm thông cho nhau thôi. Rất mong là mình có cơ hội để sau này sẽ cảm thông với nhau nhiều hơn. Ví dụ như là em người có cả đầu á, nên thực sự là cái vấn đề trong gia đình á, thì em muốn có một người bạn đời của mình nó thực sự lễ phép. Con trai trưởng. Bạn nghĩ như thế nào? Cần phải có một con dâu phải ngoan, hiền và lễ phép. Chứ em nghĩ về điều đó như thế nào? Cái điều lễ phép đó thì mỗi người đều phải có hết. Nếu mà đi xa hơn nữa thì mình thương người chồng thì chắc chắn mình sẽ cũng phải kính trọng người thân của đối phương. Anh con trưởng vậy là ở dâu đúng không anh? Làm dâu đúng không? Làm dâu đúng không anh? Thì mình quê ở Quảng Bình nhưng mà mình vào đây lập nghiệp. Có mong muốn là muốn ở đây làm việc lâu dài nên làm dâu thì mẹ mình không bắt buộc đâu. Nhưng mà em có ngại làm dâu không? Dạ không ạ, tại vì quan điểm của em là tôn trọng ba mẹ hoặc là người thân của đối phương và em cũng hy vọng là như vậy. Nè, cô bé này em nè, em có quan trọng làm dâu không? Em không có thích làm dâu. Nãy người ta hỏi rồi, ông này ông mai không có nhớ gì hết, ta nói ngay từ đầu em, rồi. Em nói vui là có duyên là dọn ra ngoài ở riêng. Dọn ra ngoài ở riêng còn không kiếm bạn trai khác. Rồi. Em cá tính mạnh nhất trong đây. Tại vì hôm nay đó cái ý kiến người thân của mình nó có hơi sự hơi xáo trộn một chút. Xáo đúng trộn. Không? Mà mình cũng phải lắng nghe ý kiến người thân chứ. Em tặng anh Quý. Bởi vì anh Quý ta tặng xong cho em. Nhưng mà em sẽ không như anh. Em sẽ không nói là ở trong đây đó có gì. Em đồng ý cho anh Khui tại đây không?
được. Tặng cho em rồi, muốn làm gì em làm. Ui đi, tặng cho em rồi. Trời, bà tặng quà mà bà đứng đó anh Quý bà sàn thấy sợ luôn. Đôi khi người ta phải cần như vậy. Mắc cỡ á chị ơi. Không hề. Bà thả tính đó chứ mắc cỡ cái gì. Hồi hộp ha. Dung. Hả? Dung. Dung hả? Dung hả? Đang dung dậy. Dung. Một bộ hình. Hả? Không. Gì? Thật ra là đó là hai cái nơi em đi du lịch mình mà em thích nhất. Cái là ở Thái Lan với một cái là Singapore. Em từng đi giống như là có một Nhật. Cuộc hẹn du lịch hay gì từng không? Từng đi Sing, rồi từng đi Thái. Anh đi nhiều lắm rồi chứ mà đi anh trong đi nước. Chỗ nào? Anh đi làm. Thôi đi làm, đừng có vậy. Ý em nói là đi du lịch mà. Đi du lịch có điều kiện thì mới đi được chứ em. Đúng rồi, không có tiền lấy gì đâu đi trời. Đây nè, ba cái bát bò luôn. Trời, trời, đi Thái rẻ lắm luôn á. Rẻ sao? Có 6 tới 8 triệu à, bút vé máy bay, tự túc bay cái bèo qua bển rồi tự bút hostel rồi ở. Có 6 tới 8 triệu hả? Thì ủa rồi đi du lịch rồi ai trả tiền? Thì anh phải trả chứ. Anh trả là hai đứa còn luôn còn em hả? Thì em tự trả. Là mạnh ai nấy trả hả? Thật ra hồi xưa em quen mấy bạn nam á, sẽ trả luôn cả tiền phòng cho em. Ủa là ngủ chung hay ngủ riêng? Ngủ riêng. Ngủ riêng tiền phòng ai nấy trả, như nào ngủ không, chung tại, anh mới trả tại, tiền. Tại mấy bạn nó thích chi thôi chứ không phải là do em ép hay gì hết. Bây giờ chị hỏi em nè, giờ thí dụ như đi ăn rồi bạn trai quên đem bóp theo trả tiền thì em có trả tiền không? Thì lấy thẻ ra cà. Không có đem quên cái bóp rồi thì em cà đó, đợt sau anh cà lại. Coi như là xen kẽ nhau. Dạ đúng rồi. Quên hai lần luôn. Bye bye. Bye bye hả? Một trời lần thôi gì chứ qua lần hai bye bye. Cá tính mạnh dữ vậy trời. Quý à, sao em hoang mang vậy? Đang phân tích. Quý đang phân tích. Em được tặng ba cuốn bát bo luôn mà em hoang mang vậy? Dạ. Rồi mời Nấm Lùng. Nấm Lùng. Dễ thương à. Em có hai quyển sách muốn tặng cho hai anh ạ. Riêng thầy giáo em có tặng thêm một phần quà nhỏ. Coi phần quà nhỏ là cái gì? Ủa sao bữa nay giống như trùng khớp nhau với thầy giáo quá ha. Nhật ký bỏ túi. Bây giờ mình cho các bạn test lại cái cảm xúc. Mời thầy giáo đứng lên. Mời thầy giáo qua lịch sử. Qua nhà trai xin phép nhà trai cho nắm tay nhà gái đạt nhà gái hướng dẫn đi. Rồi. Em thử cảm xúc cho bạn nắm tay được á. Nhìn nhau 30 giây âu yếm coi có muốn nói gì không. 10 giây cảm xúc như thế nào? Lạnh. Ừ, rung lắm em. Máy lạnh. Rồi nhìn vô. Chắc hết 30 giây rồi đó chứ. Nắm hoài luôn hả? Rồi, quay qua bên phải, nắm rồi, tay bên đây luôn. Nhìn nhau. Cảm xúc muốn giữ trong lòng thì anh giữ. Lỏng ra đi, anh đừng có gồng. Muốn bộc phát cứ bộc phát. Anh đừng có gồng nữa, thả lỏng ra đi. Được chưa? Thực sự thì em có cảm giác rất là tốt ạ. Có cảm giác rất tốt. Kiểu tình yêu sát đánh à? Tình yêu sát đánh hả? Đánh ai thì chưa biết nha, ghê nha. Dạ. Quý nè, Quý có quyền được nắm tay hai cô gái để thử cảm xúc của mình. Dung nhảy hoài. Dung quá. Nói gì không, hết giờ. Anh nắm em hoài luôn. Ai biết thì anh đứng đây anh đợi mà không sao đâu. Bảo vệ nhà gái. Em phải nhìn thẳng vô mắt người ta nè. Anh cứ rung lên. Ổn rồi. Để nắm lùng. Cười. Tại không à, tính em hay cười vậy. Nhớ lời ba dặn. Cái chỗ ghế xanh à, hợp với Úc Quý á. Nói chuyện là một. Hai nữa là tính nết cũng phù hợp với quý á. Nhìn anh mắc cười lắm rồi. Dạ không, tại em hay rung, em hay cười để kiểu cho mình bớt rung hoặc là tạo cái gì đó tác động bên ngoài để bản thân mình có thể tự tin hơn á. Em thấy anh sao? Tức là em có cảm tình với anh, cái lúc mà anh chia sẻ là tình cảm thì cái gì nó cũng nên rõ ràng và thẳng thắn chia sẻ với nhau. Con người em cũng vậy nên là em cũng thích đối phương là như vậy. Dạ. Dạ em cũng chia sẻ như vậy. Cảm ơn anh. Rồi. Rồi, về chỗ, hết giờ rồi đó. Bây giờ các bạn hãy nhìn trên ghế của mình.
Mỗi cái ghế đều có hai cái nút bấm màu đỏ và màu xanh, tượng trưng cho cái người ngồi trên cái ghế có cái màu như vậy. Nếu như sau 5 giây các bạn đồng ý hẹn hò thì mình hãy bấm vào cái nút mà mình muốn. Nếu như bạn không muốn, không có cảm xúc với ai hết, có quyền không bấm. Và khi nào hai chiếc ghế cùng màu mà cùng sáng đèn với nhau thì mới gọi là hai trái tim đồng điệu. Các bạn nắm chưa ạ? Trái tim mình mách bảo bấm chỗ nào thì bấm chỗ đó. Mời bốn bạn để tay vào. Thời gian bắt đầu. 5 4 3 2 1 Em chỉ cần cái người bạn trai của mình là vui vẻ, hòa đồng, biết quan tâm người yêu, biết cách cư xử với mọi người. Hy vọng là đến năm mình 30 tuổi thì mình có đủ điều kiện để chăm sóc cho những người thân của mình và những người mình yêu thương. Anh thì không biết lựa màu son nhưng mà anh hy vọng em sẽ thích. Ví dụ em không thích màu này, em thích màu khác, anh dắt em đi mua. Bấm. Có một cái đèn không sáng, vì sao em không bấm? Thì không hợp gu em. Không hợp gu em? Ờ, tại bản ở Bình Dương lận. Xa. Đúng rồi, với lại cứ vậy giống em hành bản quá nên là thôi. Cũng rất là thẳng thắn ha, quyết đoán ha. Hy vọng em sẽ gặp may mắn lần sau. Như vậy thì mọi người thấy rằng là chúng ta có 3 người bấm nút. Nhưng mà hai chàng trai đều bấm cho chiếc ghế màu xanh, nhưng mà cô gái ấy thì đã bấm vào cái anh chàng màu xanh. Như là chúng ta sẽ có một cặp đôi. Từ cặp đôi ghế xanh, mời hai bạn tiến ra phía trước. Chúc mừng em. Chúc mừng anh em. Sao cái gương mặt em có vẻ thẳng thốt và hốt hoảng vậy? Khoan, em chưa lót được cái kết quả. Em chưa lót được kết quả hả? Lại, đây, đây nè. Em đang ngồi ở ghế màu xanh, thấy chưa? Thấy màu xanh không? Rồi em bấm cái đèn của màu là xanh. Là em dẫn qua đây màu xanh. Là em chọn anh thầy giáo bấm cho em ngồi ghế màu xanh. Dạ. Đúng không? Dạ đúng. Em bấm lộn nút không? Có bấm lộn nút không? Bấm lộn nút không? Bây giờ vẫn có. Dạ thôi em bấm đúng, bấm đúng. Đúng địa chỉ rồi đúng, đúng không? Đúng rồi, nắm tay đi cho chắc ăn coi để em thấy là. Trời. Đúng thì nắm tay. Trời ơi. Rồi mời em trai đứng lên. Rồi đây đứng nhanh. Thôi đứng ra đẹp trai rồi, không cần nữa. Ok. Khổ ghê vậy đó. Trời ơi à. Hôm nay chúng ta có một cặp đôi là cặp đôi ở thầy giáo Thành ha và cô Cũng Tiên ha. Hai bạn hãy dành cho nhau một nụ hôn đầu tiên để kỷ niệm ngày hôm nay chúng ta gặp nhau trên chương trình ghép đôi thần tốc. Đánh xin mời thầy giáo. Đánh dấu bước khởi đầu nè. Hôn đi, hôn đi. Wow. Dễ rồi. Và chương trình sẽ tặng cho một cặp đôi thành công. Mỗi bạn sẽ là một chiếc điện thoại Realme pin khủng, sạc nhanh. Hy vọng các bạn sẽ sử dụng chiếc điện thoại Realme này để liên lạc với nhau, rồi chụp thật nhiều ảnh và chia sẻ cùng chương trình những cái khoảnh khắc thật là đáng nhớ của mình nha. Đây, chị Tường tặng cho hai bạn nè. Với hai bạn không thành công thì là mình thất bại, nhưng không sao hết, thất bại trong tình yêu thôi. Nhưng đến với chương trình thì các bạn dù không đến được với nhau, chương trình cũng đồng cảm đến cái sự là dám bày tỏ rồi dám thể hiện bản thân để tìm kiếm một nửa cho mình. Chương trình gửi tặng mỗi người một chiếc điện thoại Realme pin khủng. Và đây, quà tặng dành cho các bạn đó chính là WeWell Zonchi, nước uống thuần thảo dược giúp thanh nhiệt, hỗ trợ thải độc gan và tốt cho sức khỏe. Rồi, tặng cho em. Để em. Đây. Ok. Hello. Đây, ngon lành. Và đối với cặp đôi thành công, để chúc mừng cho sự 2-1 của cặp đôi thì nhãn hàng bột giặt Joy 2-1, giặt và xả tất cả trong một, tặng mỗi bạn 1 năm sử dụng bột giặt Joy miễn phí. Và lưu ý nha, nếu như các bạn tiến tới hôn nhân thì các bạn sẽ được bột giặt Joy 2-1, giặt và xả 2-1, cộng lại 2+1 là 3 năm sử dụng bột giặt Joy miễn phí. Đó. Nhớ có tin vui là báo liền cho chương trình là nha. Báo liền nghe chưa? 3 năm nha. Còn các bạn thì tham gia chương trình, mỗi người nhãn hàng cũng tặng cho mỗi bạn 1 năm sử dụng miễn phí bột giặt Joy 2-1, giặt và xả tất cả trong một. Quý vị khán giả thân mến, hãy nhớ đăng ký tham gia chương trình ghép đôi thần tốc với phiên bản kết đôi như ý bằng cách tải và cài đặt ngay ứng dụng Netlove. Hãy truy nhập ứng dụng Netlove để được đăng ký tham gia chương trình một cách nhanh nhất nha. Cảm ơn nhãn hàng bột giặt Joy 2-1, giặt và xả tất cả trong một đã tài trợ chính cho chương trình, đã giúp cho các bạn có cơ hội gặp gỡ và kết đôi cùng nhau. Chúc cho các bạn hạnh phúc bên nhau và sớm báo tin vui cho chương trình nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.
Kính thưa quý vị, và chương trình Ghép Đôi Thần Tốc được phát sóng vào lúc 22:30 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7, 22:45 chủ nhật hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Nhớ đón xem nha quý vị nha. Và bây giờ Cát Tường, Hứa Minh Đạt xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Bye bye. Mình biết chương trình thông qua đâu ạ? Hôm bữa vô tình lướt Face cái gặp, cũng có xem mấy cái clip hoặc là mấy trailer của mình ở trên Face, thấy chương trình nó hay và thiết thực á, nên em bấm vô đăng ký luôn. Mình mong muốn cái tiêu chuẩn của mình khi mà gửi đến chương trình là tìm một người bạn gái như thế nào? Em mong tìm một bạn gái là vui vẻ xíu, biết nấu ăn càng tốt, tại vì em nấu ăn dở lắm, em nấu của mình em ăn à. Giờ trước đó thì bạn có chuẩn bị gì cho cái buổi gặp mặt ngày hôm nay không? Là sẽ hát tặng một vài câu hát cho bạn nữ và cả trường quay. Đã có lúc tôi từng nghĩ sẽ chẳng yêu một ai, sẽ chẳng cần lâu dài. Ngày tháng cứ thế trôi dần trôi, chỉ có tôi và tôi, cô đơn là niềm vui. Rồi tình cờ nàng ghé qua, cười thật tươi trước nhà, làm lòng tôi biết là trái tim tôi khờ dài, có lẽ đã yêu lần hai. Tối qua hầu như là thức tới gần 2 giờ sáng, không biết sao, không ngủ được. Tối qua đi về, đi làm về, nói ba mai con chở ba đi Sài Gòn chơi. Cái mẹ nói, trời mẹ nó thương ba nó dữ. Cái đầu tới sáng cái cũng đi mua quà, có đi hớt tóc, xong cái về chở ba đi xuống đây luôn. Hôm nay mình đi đến chương trình thì mình có cảm giác là hồi hộp lo lắng gì không? Đúng rồi, lần đầu vào đây thì mình cảm giác giống như là nó vừa vui mà vừa lo sao sao á. Vậy thì cái tiêu chí anh gửi đến chương trình để chương trình ghép đôi cho anh với một người bạn gái là gì? Thực ra nói tiêu chí thì không có gì to tát lắm, đối với mình chỉ cần một người con gái thấu hiểu, chia sẻ. Nãy giờ thì chúng ta đã lắng nghe những chia sẻ của các bạn trai, không biết là các cô nữ của chúng ta thì sẽ có những cảm xúc như thế nào ha? Mà có thể nói một chút xíu về tính cách của mình như thế nào không? Em là mẫu con gái độc lập với kiểu hơi mê tiền. Không, mà cái này em nghĩ ai chắc ai cũng mê đó. Nói chung là mình là một cô gái thực tế đúng không? Dạ đúng rồi, em là cô gái thực tế. Vậy thì bây giờ ngày hôm nay đến với chương trình thì em mong muốn biết mẫu người yêu lý tưởng của em là như thế nào? Cô phải thực tế như em á, có nghĩa là em không cần anh phải cứ suốt ngày đi chăm nom em như công chúa hay gì hết. Em cần anh đổ tiền vô em thôi. Có nghĩa là em chỉ cần anh rót tiền cho em đi du lịch thôi. Một cô gái có cái tính cách rất là mạnh luôn á. Có một câu tuyên ngôn nào để tìm kiếm bạn trai ngày hôm nay không nào? Anh giận rồi, anh chuyển khoản cho em đi. Anh giận rồi, anh chuyển khoản cho em đi. Bên ngoài đẹp trai, anh giống nhiều tiền. Một người đàn ông lý tưởng của mình là như thế nào nè? Em cần tìm một người về ngoại hình thì ưa nhìn, cao hơn em tầm 1m7. Còn về tính cách thì người đó hòa đồng, vui vẻ, biết quan tâm người yêu, hay giúp đỡ người khác là được. Em đến chương trình thì nói chung là vui vẻ nhưng mà cũng có chút hồi hộp, không biết đối phương là người như thế nào, cảm thấy hồi hộp mong chờ. Em chỉ cần cái người bạn trai của mình là vui vẻ, hòa đồng, biết quan tâm người yêu. Mình là một người sống rất là tình cảm và không có ai hợp với nhau 100% cả. Mình thông cảm, chia sẻ và cảm thông cho nhau thôi. Bấm. Vậy thì cái cảm xúc đầu tiên khi mà em vừa mới mở rèm ra, em thấy bạn ấy như thế nào? Có đẹp trai như là em mong muốn không? Cũng ổn, chưa đẹp trai nhiều lắm. Muốn hai level lên nữa. Chắc thần tình yêu muốn cho em độc thân thêm thời gian nữa. Bởi vì bạn này ở Bình Dương nữa, nó xa lắm. Kim kêu bạn lại mắc công hành mãn nữa, nên là thôi. Cho nên là em không bấm đúng không? Dạ đúng rồi. Bạn có vẻ hơi bị cứng. Tại bởi vì khi mà em nói bạn là bạn nên đi du lịch nhiều hơn để có open mind, để có thế giới rộng mở hơn, thì bạn đó nói là bạn đó không có chuyện, bạn đó chỉ đi làm thôi, thì cái đời sống vậy nó hơi chán với em. Em từng đi giống như là có một cuộc hẹn du lịch hay gì từng đi Sing, rồi từng đi Thái. Anh đi nhiều lắm rồi chứ mà đi anh trong đi nước. Chỗ nào anh đi làm? Thôi đi làm đừng có vậy, ý em nói là đi du lịch mà. Đi du lịch có điều kiện thì mới đi được chứ em. Đúng rồi. Hôm nay khi mà mình không được vào không, anh thấy thì trước tiên thấy chương trình mình thì nó quá tốt, nó hợp cho những bạn trẻ. Còn anh thì anh không buồn vì không ai bấm hoặc là mình bấm ai hay không quan trọng.
Anh vô đây chủ yếu là anh cảm nhận vào cái cảm giác của mình. Với lại tay và là dưới bạn đó anh thấy nó cũng không có phù hợp với anh lắm. Với lại nhiều khi bạn nó không bấm thì anh cũng nghĩ nhiều khi anh cũng không phù hợp với bạn đó. Cho nên thì như vậy thôi. Anh cũng chúc mừng cho bạn kia. Thì anh theo anh cảm nhận vậy thôi. Trong hai bạn thì anh thấy bạn đó rất là chân thành. Cho nên anh bấm. À, thì em có sở thích gì đặc biệt không? Ví dụ như có thích đi xem phim, đi xem ca nhạc. Em thích đi du lịch. À. Dạ. Nãy hình như em quên chia sẻ. Em thích đi du lịch, đi đây đi đó. Và còn anh? Anh cũng vậy á. Em đi Đà Lạt nhiều lắm và em rất mong là được nắm tay ai đó đi Đà Lạt, đi chợ đêm Đà Lạt. Rồi Đà Lạt có lời nguyện đó anh, là đi là về chia tay đó. À, vậy thì mình đi vùng khác. Ở Việt Nam này có rất nhiều nơi có thể chúng ta đi Đà Lạt, và đặc biệt là anh có một chuyến muốn có một chuyến du lịch về miền Tây để mà thưởng thức những cái món ăn và đặc biệt là về ra mắt nhà ai đó. Không biết được không ta? Cái đó anh chắc để sau đi ha. À rồi. Ủa anh dạy vậy nè, dạy sao ta? Trong tuần là anh dạy full luôn hay là chỉ một vài ngày thôi? Thì theo lịch của nhà trường, với lại anh làm thêm cả quản lý học sinh ở ký túc xá vào buổi tối nữa, nên thường cuối tuần anh mới rảnh. Còn trong tuần thì có thể là bữa nào anh sắp xếp được, anh có thể chạy qua mua cho em một ít trà sữa này, rồi đồ ăn vặt này, phô mai gì đó, thì cứ nhắn tin anh có thể chạy qua, mặc dù xa nhưng mà làm sao xa được bằng trái tim của anh. Cứ alo là anh sẽ chạy qua, cứ alo là anh sẽ chạy qua. Trời, nhớ nha anh, nói là nhớ nhỉ. Anh gì ta, anh nói thì nhớ. Anh có gái là rất là trọng lời hứa, rất là dự tính, vì vậy cái gì nói là anh sẽ làm à. Hy vọng lần này anh sẽ không chọn sai. Và hy vọng là tình yêu và tình cảm sẽ đến với hai đứa chúng mình, và biết đâu gì đó hai đứa chúng mình sẽ có tin vui vào một ngày không xa. Cũng rất cảm ơn chương trình đã tạo một cái nhịp cầu về kết nối hai đứa bọn mình.